Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 55. Tần Bất Phàm nói, ngươi vừa bước vào thánh địa, cường giả bán thánh của thánh địa sẽ phát hiện ra ngươi. Hả, không đúng, sao ta lại không có cách nào cảm ứng được khí tức trên người ngươi? Có cường giả thay ngươi che giấu khí tức à? Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghênh ngang xông vào thánh địa. Nói đùa sao, cho dù hắn có trấn giới thạch, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng hắn sẽ không cho rằng mình có thể lấy sức lực của một người đối đầu với toàn bộ thánh địa. Không nói gì khác, chỉ một vị bán thánh đã đủ cho hắn đau đầu rồi. Cho nên, hắn đặc biệt thính giáo Lục Ngôn về chuyện này. Cũng may Lục Ngôn có cách che giấu khí tức của hắn. Điều này làm cho hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho dù khí tức của ngươi có được che giấu, nhưng người cũng biết, một khi thân phận người bị lộ ở tông thánh địa, người sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Dương Diệp liếc nhìn Tần Bất Phàm, nói. Nếu như ta cũng bất tử giống như ngươi, ta đã sớm tiến vào thánh địa. Thật ra, ta thật sự không hiểu. Trước đây, thực lực của bản thân huyền giả nghịch chủng các ngươi cường hãn như vậy, lại là thân bất tử, nhưng vì sao lại thua thảm như vậy chứ? Chúng ta thua là do bản thân quá tự phụ. Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Rất lâu trước đây, lúc vượt qua không trung, chúng ta vẫn tính là đoàn kết. Nhưng sau khi đến tinh vực này, bởi vì lợi ích, mọi người bắt đầu tính kế lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, chúng ta cũng đánh giá thấp cường giả trong tinh vực này quá nghiêm trọng, cho dù cường giả mảnh tinh vực này không bằng thế giới của chúng ta, nhưng dù sao cũng không thể nói là yếu. Hơn nữa trước đây bọn họ đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, nội bộ chúng ta lại tự giết lẫn nhau, si câu nên chúng ta mới thất bại. Dương Diệp nói, nếu như tất cả huyền giả nghịch chủng các ngươi đều dốc tất cả lực lượng, có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ đại lục huyền giả hay không? Không thể. Tần Bất Phàm nói. Bị trấn áp 10 vạn năm, hơn nữa thiếu tử khí bản nguyên, thực lực chúng ta bị giảm xuống quá nhiều. Trong thời gian 10 vạn năm này, thánh địa chắc chắn vẫn luôn chuẩn bị xem làm thế nào để đối phó được với chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân biết rõ chúng ta sắp ra, nhưng bọn họ không mấy lo lắng. Ta lo lắng nhất vẫn là đám người thiên ngoại thiên. Sở dĩ thánh địa bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là bởi vì có người của thiên ngoại thiên trợ giúp. Cường giả thiên ngoại thiên có thể đi tới thế giới này sao? Dương Diệp nhíu mày, nếu như cường giả thiên ngoại thiên có thể tới thế giới này, vậy đại lục huyền giả cùng huyền giả nghịch chủng cộng lại cũng không làm gì được đối phương. Chênh lệch giữa cảnh giới thánh giả cùng bán thánh lại không hề nhỏ đâu. Không thể, bọn họ cũng không dám làm vậy đâu. Tần Bất Phàm nói. Nếu như có cường giả cảnh giới thánh giả hạ xuống, ta sẽ lập tức tăng lên tới bán thánh, mà những huyền giả nghịch chủng bị trấn áp ở trong thánh địa, có ít nhất 20 người có thể lập tức thành thánh. Một khi bọn họ thành thánh, lại có thể liên thủ hủy thiên lộ của thế giới này, đến lúc đó, hi hi. Nếu bọn họ không thể phái cường giả cảnh giới thánh giả xuống, vậy bọn họ làm thế nào trợ giúp được cho thánh địa chứ? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ta không biết. Tần Bất Phàm nói. Nhưng nếu như không có người thiên ngoại thiên trợ giúp, chỉ với thực lực của thánh nhất định là rất khó ngăn cản được chúng ta. Nói chung, sau này chúng ta cùng thánh địa nhất định sẽ có một trận đại chiến. Này, tới khi đó, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Hiện tại, tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của đại lục huyền giả, bởi vì đại lục huyền giả có 4 vị bán thánh, hơn nữa trong đó có 2 vị còn có thể lấy một đấu lại với vài người. Cho nên, thái độ của đại lục huyền giả cũng vô cùng quan trọng. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Lôi Lâm, nói. Đầu tiên, thù hận giữa ta với thánh địa nhất định sẽ không có cách nào hóa giải được. Cho nên, giữa ta cùng bọn họ chắc chắn cũng sẽ có một trận đại chiến. Mà ta không có ý nghĩ sẽ đối địch với huyền giả nghịch chủng các ngươi. Nhưng trước đó ta cũng chứng kiến qua sự cuồng ngạo cùng tự phụ của các ngươi, ta không đối địch với các ngươi, không có nghĩa là trong số các huyền giả nghịch chủng các ngươi không có người nào đối địch với ta. Cho nên, không chừng giữa ta và huyền giả nghịch chủng các ngươi cũng sẽ có một trận đại chiến. Tần Bất Phàm im lặng một lát, sau đó nói. Không thể không nói, tời ngươi nói có khả năng rất lớn. Những người bị trấn áp ở bên trong có một phần từ đầu tới chân đều bị điên rồi. 10 vạn năm oán khí, bọn họ nhất định phải đánh phá thế giới này mới có thể hả giận. Nói cách khác, tới khi đó, bọn họ có thể nhìn thấy người của thế giới này thì sẽ giết. Không sợ. Dù sao ta cũng có thể giết chết được bọn họ. Dương Diệp khẽ nói.
Tần Bất Phàm. Im lặng một lát, Tần Bất Phàm đột nhiên hỏi. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi làm gì với người đàn ông áo đen trước đó rồi? Dương Diệp nói đã giết huyền giả nghịch chủng này, hắn vẫn cảm thấy không tin, bởi vì điều này thật sự là chuyện không thể nào xảy ra được. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Dương Diệp khẽ nói. Không nói cái này nữa, nói một chút về thánh địa đi. Khi đến thánh địa, ngươi bắt đầu tàn sát, hay là ẩn nấp? Đương nhiên là ẩn nấp. Tần Bất Phàm nói. Tàn sát, lấy thực lực của ta quả thật có thể giết được rất nhiều cường giả thánh địa, nhưng rất nhanh sẽ đổi tại thành ta bị tàn sát. Cho nên chỉ có thể ẩn nấp, tạm thời từ từ mưu tính sau. Ngươi thì sao? Ngươi đừng nói với ta, ngươi đi vào lại bắt đầu tàn sát đấy. Nếu là như vậy, ta viết cho ngươi viết một chữ phục, đồng thời còn giúp ngươi nhặt xác. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm như vậy. Dương Diệp nói. Ha ha. Tần Bất Phàm cười to vài tiếng, đột nhiên hắn nói. Chúng ta đến rồi, hi hi, đợi bản thân ngươi phải cẩn thận đấy. Ở đây có cường giả thánh địa bảo vệ sao? Dương Diệp hỏi. Không có. Nhưng bên phía thánh địa có, mạnh tới mức nào, không mạnh lắm, chỉ là một bán thánh mà thôi. Một bán thánh. Dương Diệp liếc nhìn Tần Bất Phàm trong ánh sáng cầu vồng. Hắn biết, đối phương nói những lời này cũng không phải là đang phùng má giả làm người mập, mà ở trong mắt đối phương, một bán thánh quả thật không tính là gì cả. Đương nhiên, như vậy cũng không phải là nói Tần Bất Phàm có thực lực giết chết bán thánh vào lúc này. Chỉ có thể nói. Tần Bất Phàm có tự tin làm cho bán thánh không làm gì được hắn. Thế nào, người sợ rồi à? Thấy Dương Diệp không nói lời nào, trong ánh sáng cầu vồng đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Bất Phàm. Dương Diệp vỗ nhẹ vào Lôi Lâm cùng Tử Điêu, hai nàng hiểu ý, trốn đến trong hồng mông thái của hắn. Sau khi thu xếp thỏa đáng cho hai nàng, Dương Diệp nói. Sợ thì ta đã không tới đây. Tần Bất Phàm cười nói. Ở thế giới này. Ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy tương đối thuận mắt, hy vọng sau này chúng ta không phải trở thành kẻ địch. Bởi vì giết ngươi, ta sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc. Dương Diệp nói, ngươi có dáng vẻ tự tin, có phong độ của ta năm đó. Ha ha, ta bây giờ cũng muốn giết chết ngươi. Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến hát tiếng cười to của Tần Bất Phàm. Dương Diệp không để ý tới Tần Bất Phàm, chỉ tăng nhanh tốc độ. Tần Bất Phàm ở bên cạnh hắn cũng không nói nhảm nữa, dùng hết sức lực để tê răng nhanh tốc độ. Sau khi bay gần một ngày, hai người cuối cùng đi tới một hải đảo. Hai người vừa tới đến trên hòn đảo, đột nhiên, một cột nước CTC lớn từ trong biển sâu cạnh hòn đảo lại phóng lên cao. Người nào tới đây, cũng dám tự tiện xông vào địa bàn của bổn đảo chủ à? Chẳng lẽ đã chán sống rồi sao? Người chưa tới tiếng đã tới trước. Âm thanh vừa vang lên, một đại hán mặc trường bào màu lam, trong tay vuốt tròm râu dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Tinh Vân Thánh Giả. Nghe được Hồng Man nói vậy, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đều sửng sốt. Tinh Vân Thánh Giả, cường giả cảnh giới thánh giả à? Đùa kiểu gì vậy? Đừng nói là cường giả cảnh giới thánh giả, cho dù là bán thánh, hiện tại ở đại lục ngoại trừ mấy bán thánh nam vực, cũng không có người nào mới mà. Dương Diệp nói. Tinh Vân Thánh Giả, vậy là ai? Ánh mắt Hồng Man chuyển từ trên người Tần Bất Phàm tới trên người của Dương Diệp, sau đó nói. Cường giả cảnh giới hoàng giả. Từ trên người đối phương, Dương Diệp cảm nhận được khí tức của cường giả cảnh giới hoàng giả. Hơn nữa người trước mắt này ít nhất là cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Bất Phàm. Người sau nói. Người đừng nhìn ta cũng không biết về hắn. Lúc trước khi ta tới. Lại chưa từng gặp qua người này. Làm càn. Đại hán có chòm râu kia phẫn nộ hét lên một tiếng, trong tay cầm xoa dài chỉ thẳng vào Tần Bất Phàm, nói. Các ngươi là huyền giả không nên tới đây, không biết nơi này là địa bàn của Hồng Man ta sao? Ở đây có chủ từ lúc nào vậy? Tần Bất Phàm hỏi. Các ngươi là huyền giả không nên tới đây, không biết nơi này là địa bàn của Hồng Man ta sao? Ở đây có chủ từ lúc nào vậy? Tần Bất Phàm hỏi, cường giả cảnh giới hoàng giả nói, làm gì tới phiên một con kiến hôi cảnh giới tôn giả như ngươi nói xen vào chứ? Dương Diệp, ha ha, trong ánh sáng cầu vồng, Tần Bất Phàm cười lớn không kiêng nể gì cả. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi có thể cố gắng đừng nói chuyện với ta hay không?
Ta đã đáp ứng với thê tử ta, khi ra khỏi cửa ở bên ngoài phải khiêm tốn, phải giấu mình. Khóe miệng Hồng Man cong lên một tia châm chọc, nói. Một con kiến hội cảnh giới tôn giả ra cửa, người phách lối cho ta xem à? Được, ta phách lối cho người xem thử. Sau khi Dương Diệp nói hết lời cuối cùng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt Hồng Man này, sau đó chỉ một quyền đánh về phía đầu của Hồng Man. Vẻ mặt Hồng Man biến đổi, con kiến hôi cảnh giới tôn giả trước mắt này lại có tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn lập tức không dám khinh thường, xoa dài trong tay chắn ngang người, ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Bành! Một tiếng động khẽ, xoa dài trong tay Hồng Man ầm ầm gãy nát, sau đó Hồng Man bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, Hồng Man, phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Bị một quyền của một huyền giả cảnh giới tôn giả đánh bay, điều này làm cho hắn có chút ngỡ ngàng. Bây giờ, có thể từ từ nói chuyện rồi sao? Dương Diệp khẽ nói. Ngươi. Hồng Man căm tức nhìn Dương Diệp, muốn động thủ, nhưng lại không có thực hiện. Cuối cùng, hắn nhìn Tần Bất Phàm, sau đó lại nhìn Dương Diệp, nói. Các ngươi chờ đấy cho ta, các ngươi có bản lĩnh thì đừng đi, chờ đấy cho ta. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất khỏi tầm mắt Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Vậy là đi rồi à? Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đều sửng sốt, một vị cường giả cảnh giới hoàng giả lại không nói hai lời, xoay người chạy thoát như vậy. Ngươi nói xem, Tinh Vân Thánh giả này có phải là bán thánh hay không? Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, nói. Khả năng không lớn, nếu như mảnh thế giới này còn có bán thánh, Nam vực ta khẳng định có thể biết được. Ta cũng rất tò mò, vị Tinh Vân Thánh giả kia cuối cùng là thần thánh phương nào mà cũng dám tự xưng là thánh giả chứ? Nếu như hắn thật sự là bán thánh thì phải làm thế nào? Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Người ta lại không chọc chúng mà. Lại nói, chúng ta có thể làm thế nào? Cho dù ta sử dụng trấn giới thạch trấn áp cảnh giới của đối phương, nhưng ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta liên thủ có thể chém giết được một bán thánh sao? Không thể. Tần Bất Phàm nói, trước đây, mặc dù hắn cùng với Dương Diệp có thể giết chết được một bán thánh, chủ yếu vẫn là bởi vì bản thân bán thánh của thánh địa kia đã bị thương nặng. Lấy thực lực của bọn họ bây giờ, căn bản không có cách nào đánh chết được một bán thánh không bị thương, thậm chí làm không tốt hai người còn có thể bị giết ngược lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên, chân trời phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo có hơn 30 điểm sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm, rất nhanh, hơn 30 điểm sáng này đã đi tới trước mặt hai người. Dẫn đầu là một lão già mặc áo bào màu xám, khí tức giống như sông lớn, trên thân tản ra khí thế cường đại, tuy nhiên lại không là bán thánh, nhiều lắm chỉ có thể xem như là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Cộng cả Hồng Man, ở bên cạnh lão già mặc áo bào màu xám này lại có 10 cường giả cảnh giới hoàng giả. Số còn lại đều là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở nơi Nam Hải xa xôi này lại có một thế lực như vậy. Tinh Vân Thánh giả, chính là hai người này xông vào đảo của ta, đồng thời còn tuyên bố muốn ra tay giáo huấn ngươi. Hồng Man chỉ vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc. Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Tần Bất Phàm, cuối cùng rơi vào trên thân Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, lão già sửng sốt, hắn cẩn thận nhìn lại, cuối cùng hình như xác định được điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay còn nhìn không được mà run lên. Giết chết bọn chúng, lại dám giết người của Tinh Vân Minh chúng ta, thật đúng là không biết sống chết. Cha cha, một cảnh giới hoàng giả cùng một cảnh giới tôn giả cũng dám tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta. Thật đúng là không biết sống chết. Hồng Man, người cũng quá kém cỏi, thậm chí ngay cả một cảnh giới hoàng giả cùng cảnh giới tôn giả cũng giải quyết không được. Khoan đã, ta cảm thấy thực lực của người trong ánh sáng cầu vồng này chắc hẳn cũng không tệ lắm, không bằng để cho hắn gia nhập chúng ta là được. Dù sao Tinh Vân Minh chúng ta bây giờ cũng đang rất thiếu người. Ừ, về phần cảnh giới tôn. Giả bên cạnh này thì không cần, người mạo phạm Tinh Vân Minh chúng ta thì nhất định phải chết mới được. Nếu không Tinh Vân Minh chúng ta sau này sợ rằng khó có thể trấn áp được hải tộc cùng những tán tu kia. Những huyền giả sau lưng lão già tuyệt đối không chú ý tới tình trạng của lão già lúc này, người một lời ta một lời,
trong đó có mấy người thậm chí đã âm thầm vận chuyển huyền khí, chuẩn bị ra tay. Nghe được mọi người nói vậy, Hồng Man vô cùng phấn khích, dữ tợn nhìn Dương Diệp, nói. Tiểu tử, lúc trước không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải muốn phách lối sao? Con mẹ nó, bây giờ ngươi phách lối cho ta xem, tới đây, ngươi phách lối cho ta. Bốp! Lão già đột nhiên xoay người tát một cái vào trên mặt Hồng Man làm hắn trực tiếp bay ra ngoài. Thấy một cảnh tượng xảy ra bất ngờ như vậy, tất cả mọi người đều chuẩn bị sửng sốt, Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay cũng sửng sốt. Lão già nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói. Ngươi là Dương Diệp sao? Dương Diệp, nghe được lão già nói vậy, vẻ mặt của đám người phía sau lập tức trắng bệch, trong mắt còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Dương Diệp nhíu mày, nói. Ngươi nhận ra ta sao? Nghe được Dương Diệp nói vậy, nụ cười trên mặt lão già càng thêm khó coi, chỉ thấy hắn đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói. Liễu Hà, Thái Thượng trưởng lão Tinh Vân Tông ra mắt kiếm chủ. Ra mắt kiếm chủ. Mọi người sau lưng lão già liền vội vàng khom người, cung kính nói. Tinh Vân Tông à? Dương Diệp nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua tông môn này. Liễu Hà giải thích. Tinh Vân Tông ta là một tông môn bát phẩm của Trung Vực. Trước đây lúc kiếm chủ bế quan, chúng ta quy thuận Nam Vực. Sau đó Đinh Cô Nương lại phái chúng ta đến chỗ này, bảo chúng ta lập tức chú ý tới động tĩnh của hải tộc. Hai ngày trước, hải tộc đầu hàng, cho nên chúng ta. Cho nên các ngươi lại ở trong này chiếm núi làm vua, đúng không? Dương Diệp khẽ nói. Cơ thể của lão già run lên. Đúng lúc này, trong biển sâu phía xa đột nhiên trở nên mãnh liệt, tiếp theo có mấy ngàn người đuôi cá trong tay cầm ngư xoa. Có nam có nữ phóng lên khỏi mặt biển. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Liễu Hà cùng mọi người phía sau hắn càng thêm trắng bệch. Nhân loại vô sỉ, giao ra muội muội ta, nếu không cho dù là Dương Ma đầu của Trung Vực này đánh tới, chúng ta cũng muốn liều mạng với các ngươi. Dẫn đầu là một người đàn ông với tướng mạo vô cùng anh tuấn, lúc này trên mặt hắn rất giận dữ, huyền giả nhân ngư sau lưng hắn cũng vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Môi của lão già khẽ giật nhưng không nói ra được lời nào. Làm càn. Liễu Hà quay đầu lại bỗng nhiên quát với đám nhân ngư kia. Hải tộc các ngươi đều đã đầu hàng Nam Vực ta, bây giờ lại dám ngang nhiên tập kích chúng ta, lão phu nể tình các ngươi là đâm đầu vào chỗ chết. Nói xong, tay phải của hắn chợt đập về phía đám người ngư nhân tộc kia, một trường ấn cực lớn nhanh chóng hiện ra, nhưng rất nhanh, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Bàn tay lớn kia ầm ầm tiêu tan. Sắc mặt đám người Liễu Hà biến đổi, kinh hãi nhìn Dương Diệp, một trường kia của hắn lại hoàn toàn không giữ lại thực lực, nhưng vẫn bị một kiếm của Dương Diệp phá đi. Dương Diệp này chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả mà thôi, sao thực lực của hắn cường đại như vậy? Những nhân ngư tộc bên cạnh cũng là kinh ngạc nhìn Dương Diệp, bọn họ cũng không nghĩ tới huyền giả nhân loại cảnh giới tôn giả vốn bị bọn họ bỏ qua, tự nhiên lại có thực lực kinh khủng như thế. Người muốn giết người diệt khẩu à? Dương Diệp nhìn Liễu Hà, âm thanh có chút lạnh lùng. Liễu Hà khẽ run rẩy, vội vàng nói. Không dám, chỉ sợ rằng kiếm chủ không biết, cho dù hải tộc đã đầu hàng Nam Vực chúng ta, nhưng rất nhiều tộc quần của hải tộc lại rất căm thù nhân loại chúng ta. Bởi vậy, ở khu vực này thường sẽ có huyền giả Nam Vực của ta bị giết. Những nhân ngư tộc này nhìn coi Nam Vực ta như nhìn kẻ thù. Bình thường sẽ làm ra chuyện ám sát huyền giả Nam Vực ta. Liễu Hà, ngươi lời nói bậy. Người đàn ông dẫn đầu nhân như tộc tức giận nói. Nhân ngư tộc chúng ta đúng là xem nhân loại các ngươi như kẻ thù, nhưng sau khi hoàng thất hải tộc chúng ta đầu hàng, nhân ngư tộc chúng ta cũng dựa theo quy định phái ra cường giả hoàng cấp đi tới Nam Vực, tuyệt đối không phản kháng các ngươi. Nhưng nhân loại các ngươi quá tham lam, lại xem hải tộc chúng ta như nô lệ, không chỉ cướp đoạt bảo vật ở xung quanh hải tộc chúng ta. Còn bắt hải tộc chúng ta làm tù binh, bắt nữ tử về cho các ngươi phóng túng. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, hải tộc chúng ta có ít nhất hơn vạn nữ tử chết ở trong tay những nhân loại vô sỉ các ngươi. Nói bậy bạ, lão phu tiêu diệt đám phản tặc làm loạn các ngươi. Sắc mặt Liễu Hà tái xanh, huyền khí trong cơ thể vận chuyển tới hai tay và đang muốn ra tay, một kiếm ý đột nhiên bao phủ lấy hắn, cho dù kiếm ý này rất mạnh, tuy nhiên đối với hắn vẫn không tính là gì cả. Nhưng hắn cũng không dám ra tay. Bởi vì kiếm ý này đến từ Dương Diệp. Kiếm chủ. Môi Liễu Hà khẽ giật,
sắc mặt hơi tái, nhưng huyền khí trên hai tay không tản đi, trái lại càng thêm nồng đậm. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn Liễu Hà, sau đó nhìn về phía người đàn ông nhân ngư tộc kia, nói. Những chuyện ngươi đã nói trước đó là sự thật chứ? Cho dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng người đàn ông nhân ngư tộc kia cũng không dám khinh thường, lập tức liếc nhìn Liễu Hà rồi gằn giọng nói. Sao có thể chỉ là sự thật chứ? Bọn họ còn làm những chuyện tệ hại hơn gấp 10 lần với hải tộc chúng ta. Hễ là thứ bọn họ coi trọng, bọn họ sẽ cướp, bất kể là bảo vật hay là người, bọn họ đều sẽ đoạt. Chỉ cần có kẻ phản kháng thì sẽ bị bọn họ giết chết. Trong khoảng thời gian này, hải tộc ta đã bị bọn họ giết chết không biết bao nhiêu tộc quần. Dương Diệp liếc nhìn đám người Liễu Hà, sau đó ánh mắt nhìn Hồng Man bị đánh bay lúc trước, nói. Hắn nói là sự thật chứ? Ta! Hồng Man liếc nhìn Liễu Hà, trong mắt hơi do dự. Hắn nói là sự thật chứ? Ta! Hồng Man liếc nhìn Liễu Hà, trong mắt hơi do dự. Liễu Hà nheo mắt, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia hung dữ. Trên mặt đám người phía sau hắn lại lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ rất ít khi ở Nam vực cùng Trung vực, nhưng bọn họ đều đã từng nghe qua danh tiếng của Dương Diệp. Bây giờ nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện, Dương Diệp này càng đáng sợ hơn lời đồn đại. Lúc này, đám người nhân ngư tộc cũng kinh ngạc trước thủ đoạn của Dương Diệp, bọn họ không nghĩ tới, người trước mắt này chẳng qua là huyền giả cảnh giới tôn giả lại có thể một kiếm chém đứt cánh tay của một cường giả cảnh giới hoàng giả. Mà Liễu Hà này đã là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm lại không dám lên tiếng. Nhân loại này là ai? Bị kiếm chém đứt một tay, Hồng Man cũng không dám do dự nữa, vội nói. Những lời hắn nói, cơ bản đều đúng, chẳng qua phần lớn bảo vật và nữ tử chúng ta cướp đoạt được đều đưa về Nam vực. Đưa đi Nam vực à? Dương Diệp nhíu mày, nói. Ta nghĩ, chắc chắn không phải đưa đến trong tay của Đinh cô nương. Hồng Man không dám nói chuyện. Mọi người phía sau Liễu Hà cũng im lặng. Còn không sợ chết, phải không? Hai mắt Dương Diệp híp lại, vỏ kiếm cổ khẽ run lên, tiếng kiếm không ngừng, ong ong, vang dội. Lúc này, Liễu Hà nói. Kiếm chủ, chúng ta thừa nhận, những lời người nhân ngư tộc kia nói đều là thật. Nhưng chúng ta có thể bảo đảm, ta không có làm chuyện gì có hại cho Nam vực, càng không có làm chuyện gây hại cho kiếm chủ. Kiếm chủ có lòng nhân từ. Đây là chuyện tốt, nhưng hải tộc không phải là nhân tộc ta, chúng chắc chắn có tâm tư khác. Kiếm chủ cần gì phải vì một hải tộc mà khó xử người một nhà. Lòng trung thành của chúng ta với kiếm chủ có trời đất chứng giám. Đám người phía sau Liễu Hà vội vàng nói. Ngươi là Dương Diệp còn được gọi là kiếm ma sao? Lúc này, người đàn ông nhân ngư tộc phía xa kia đột nhiên kinh hãi thất thanh nói. Hắn không ngốc. Phần lớn đám người Liễu Hà trước mắt đều là cường giả cảnh giới hoàng giả, nhưng lại sợ hãi một huyền giả cảnh giới tôn giả như thế, hơn nữa huyền giả cảnh giới tôn giả này lại là một tên kiếm tu, không cần suy nghĩ, ngoại trừ kiếm ma Dương Diệp của Nam vực ra, không có người nào có thể lấy thân phận của cảnh giới tôn giả làm cho đám người Liễu Hà sợ hãi như thế. Nghe được lời của người đàn ông nhân ngư tộc kia nói, sắc mặt những huyền giả nhân ngư phía sau đều biến hóa kịch liệt, đề phòng nhìn Dương Diệp. Giống như gặp phải kẻ địch lớn. Không thể nghi ngờ, danh tiếng của Dương Diệp không tốt, thích giết chóc, tàn bạo. Chuyện thích làm nhất là chém tận giết tuyệt. Nghĩ đến đây, sắc mặt đám người nhân ngư tộc càng trắng bệch, dường như đã thấy cảnh tượng nhân ngư tộc bị tiêu diệt. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta không cho rằng Dương Diệp ta là một người tốt, nhưng ta cũng không cho rằng ta là một người xấu, còn nữa, ta cũng không phải là một kẻ ngu si. Nếu như các ngươi không phải đánh cờ hiệu Nam vực làm tất cả những điều này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với ta, đây là chuyện giữa các ngươi và hải tộc. Nhưng, các ngươi lại lợi dụng ta và thế lực Nam vực làm mưa làm gió ở hải tộc này, các ngươi có được lợi ích, danh tiếng ác lại do ta với Nam vực tới gánh. Các ngươi thật đúng là quá giỏi nhỉ. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn đám người Liễu Hà, nói. Còn nữa, hiện tại hải tộc coi như là một phần của Nam vực ta. Là ai cho các ngươi được quyền bắt nạt bọn họ? Lúc này hắn mới phát hiện những lời Đinh Thược Dược nói trước đây có đạo lý. Cuối cùng thì căn bản của Nam vực vẫn quá yếu, ở bên trong Nam vực này có vô số côn trùng gây hại, nếu như không loại trừ những côn trùng gây hại này, tương lai nhân tộc cùng hải tộc còn có ma tộc, thậm chí còn có yêu tộc sẽ có khả năng đều xảy ra vấn đề lớn. Khi đó, có lẽ không cần thánh địa cùng huyền giả nghịch trùng tới đánh,
nội bộ của cả đại lục huyền giả mình đã hỗn loạn. Các thế lực lớn lục đục với nhau, đó cũng không phải là chuyện dùng vũ lực có thể giải quyết được. Cho nên, hắn phải xử lý tốt chuyện này. Nghe được Dương Diệp nói vậy, trong lòng mọi người hải tộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt lại vấn đề phòng. Vẻ mặt đám người Liễu Hà lại khó coi, bởi vì Dương Diệp nói vậy đã tương đương với hỏi tội bọn họ. Hai mắt Liễu Hà híp lại, nói. Kiếm chủ, ta không có công lao cũng có khổ lao, kiếm chủ quả thật định về một nhân ngư tộc đê tiện mà gây khó dễ cho chúng ta sao? Dương Diệp nhìn Liễu Hà, nói. Nếu như các ngươi thật sự làm việc này vì Nam Vực, như vậy, ta sẽ không trách các ngươi. Nhưng các ngươi không phải, tất cả những gì các ngươi làm đều là vì mình. Ha ha, Tinh Vân Minh, nếu như ta không tới, sợ rằng đến bây giờ Nam Vực cũng không biết, ở Nam Hải này tự nhiên có thêm một liên minh, thành viên của liên minh này đều là người dưới trướng của Nam Vực. Ta rất tò mò, các ngươi hẳn không có lá gan dám tự ý thành lập thế lực, càng dám không kiêng nể gì mà bắt nạt hải tộc NWS vậy chứ. Mặt Liễu Hà giãn ra, nói. Kiếm chủ thật sự muốn biết sao? Chà chà. Lúc này, Tần Bất Phàm vốn vẫn im lặng đột nhiên nói. Dương Diệp, người này tự nhiên có ý định muốn giết ngươi, ha ha. Dương Diệp không để ý tới Tần Bất Phàm, nhìn Liễu Hà, nói. Ta quả thật rất muốn biết, ta rất tò mò, trong những thế lực liên minh với Nam Vực ta, cuối cùng là ai dám dung túng cho các ngươi làm như vậy? Liễu Hà liếc nhìn Tần Bất Phàm, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Kiếm chủ, ngươi làm như thế là đang ép chúng ta phải chết. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua đám người phía sau Liễu Hà, nói. Các ngươi thì sao, các ngươi cũng không nói sao. À, Liễu Hà đột nhiên cười khẽ, nói. Nếu kiếm chủ muốn biết như vậy, ta lại nói cho kiếm chủ biết. Chúng ta lấy được một ít bảo vật, đều sẽ đưa đến Đinh Gia. Đúng vậy, kiếm chủ không có nghe nhầm, chính là Đinh Gia của Đinh cô nương kia. Thược Dược sẽ không làm như vậy. Dương Diệp lạnh lùng nói. Đinh cô nương quả thật không làm, nhưng tộc nhân của nàng thì sao? Hiện tại Đinh Gia nhờ Đinh cô nương, có thể nói là gia tộc đứng đầu ở Nam Vực. Hơn nữa kiếm chủ đã từng công khai nói, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, Đinh Gia sẽ không bị tiêu diệt. Cho nên ai dám chống lại Đinh Gia chứ? Liễu Hà nói. Hai mắt Dương Diệp khép hờ một lát, sau đó nói. Chuyện của Đinh Gia, ta sẽ xử lý. Vậy các ngươi ở hải tộc Cương Dâm, bắt người cướp của, tự mình thành lập thế lực thì sao? Đừng nói với ta, đây là do Đinh Gia dạy các ngươi. Đinh Gia ăn thịt, lẽ nào không thể chúng ta uống chút canh được sao? Liễu Hà nói. Súc sinh. Lúc này... Một người đàn ông trong nhân ngư tộc đột nhiên phẫn nộ quát. Lão già đáng chế nhà ngươi, ngươi hại chết nhiều thiếu nữ nhân ngư tộc chúng ta như vậy. Những nữ tử kia không phải bị người tàn phá dẫn đến tử vong sao? Bây giờ người tại còn nói đường hoàng như vậy, thật đúng là không bằng súc sinh. Liễu Hà thản nhiên nhìn liếc mắt nhìn người đàn ông nhân ngư tộc, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thương yêu muội muội ngươi, còn có tất cả nữ nhân ngư tộc của ngươi cũng vậy. Dương Diệp khẽ nở nụ cười, nói. Xem ra, ngươi thậm chí còn không xem ta ra gì. Liễu Hà trong mắt lóe lên chút hung ác, nói. Ngươi không có sư phụ bán thánh kia, ngươi tính gì chứ? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp sao? Những cường giả kia chỉ e ngại sư phụ bán thánh của ngươi mà thôi. Nhưng bây giờ, nơi này cách Nam Vực mấy chục vạn dặm, ta cũng không tin thần niệm sư phụ bán thánh của ngươi có thể kịp đến nơi đây che chở cho ngươi. Dương Diệp, muốn trách thì trách ngươi không tự biết mình, bởi vậy ngươi sẽ phải chết ở nơi đây. Ngươi giết ta, thì không sợ sư phụ ta sao? Dương Diệp khẽ nói. Cùng lắm thì sau này ta mai danh ẩn tích, không xuất hiện là được. Liễu Hà dữ tợn nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đám người phía sau Liễu Hà, nói. Các ngươi thì sao? Mọi người do dự, lúc này, Liễu Hà đột nhiên nói. Các vị. Dương Diệp này đã nói rõ ràng là muốn bắt chúng ta khai đao, lấy tính tình của hắn, ngươi cảm thấy chúng ta có đường sống đi sao? Giết! Nghe được Liễu Hà nói vậy, mọi người không do dự gì nữa, thân hình chợt hiện, từ bốn phương tám hướng bao vây Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. 10 vị cường giả cảnh giới hoàng giả. Ban đầu, ta còn có chút do dự, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Sau khi nói xong câu đó, trấn giới thạch xuất hiện ở trên tay của Dương Diệp. Dưới sự trấn áp của trấn giới thạch, cảnh giới của tất cả mọi người ở đó đều bị áp chế, tất cả cường giả cảnh giới hoàng giả đều biến thành cảnh giới tôn giả. Tất cả mọi người hoảng hốt. Sở dĩ bọn họ dám liều xông lên, cũng bởi vì ỷ vào nhiều người, lại có 10 cường giả cảnh giới hoàng giả. Nhưng bây giờ, ở dưới trấn giới thạch áp chế, bọn họ chỉ còn lại ưu thế nhiều người mà thôi. Vẻ mặt Liễu Hà khó coi, sau đó gần giọng nói. Các vị, bọn họ chỉ có 2 người, chúng ta có nhiều người như vậy, còn cần sợ hắn sao? Giết chết hắn, lấy bảo vật trên tay hắn, sau này cho dù có gặp phải bán thánh, chúng ta cũng có sức tự. Vệ. Nói xong, hắn dẫn đầu lao về phía Dương Diệp. Mọi người nghe được lời Liễu Hà nói, đều cảm thấy có đạo lý, sau đó bọn họ cũng lao về phía Dương Diệp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lúc này bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào nữa. Này, đây là chuyện giữa các ngươi, không liên quan tới chúng ta. Người đàn ông nhân ngư tộc kia hơi do dự, sau đó lại hạ quyết tâm. Hắn biết rõ, nếu để cho những người này giết chết Dương Diệp, nhân ngư tộc kia nhất định sẽ gặp tai họa diệt tộc, không chỉ có nhân ngư tộc, cho dù là những tộc quần hải tộc xung quanh cũng có thể sẽ bị diệt tộc. Cũng chỉ có Dương Diệp còn sống, hải tộc cùng nhân ngư tộc mới có hy vọng. Đám người nhân ngư tộc vừa muốn động thủ, đột nhiên có một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng. Kiếm khí răng kín khắp nơi, sau đó từng thi thể lại từ trên không trung rơi xuống, chỉ trong thời gian chưa đến mấy lần hít thở, ở đó chỉ còn lại có 5 người. 5 người mạnh nhất, những người khác đều bị một kiếm lấy mạng. Đám người nhân ngư tộc ngây ra như phỗng, đây là cảnh giới tôn giả sao? Vào giờ phút này, bọn họ mới biết được, Dương Diệp của Trung Vực biến thái tới mức nào. 5 người còn lại không ra tay, bọn họ nhìn Dương Diệp giống như nhìn thấy quái vật vậy, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì lúc trước, Liễu Hà vốn là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm lại không hề ngăn cản nổi một kiếm của Dương Diệp, bị một kiếm chém bay đầu. Cho dù Liễu Hà bị trấn áp thành cảnh giới tôn giả, nhưng hắn cũng là cường giả siêu cấp đã từng đạt cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Mà một cường giả siêu cấp cảnh giới hoàng giả cửu phẩm lại thậm chí không đỡ nổi một kiếm của Dương Diệp. Trong lòng mọi người kinh hãi không thôi, một người trong đó hét lên một tiếng, sau đó hóa thành một đường ánh sáng trốn về phía sau, nhưng một đường kiếm quang còn nhanh hơn tốc độ của hắn, lập tức xuyên qua trước ngực hắn, sau đó tên huyền giả cảnh giới hoàng giả này nổ tung ngay trước mắt của mọi người. Hóa thành mưa máu bắn ra đầy trời. Điều này làm cho 4 gã huyền giả cảnh giới hoàng giả vốn cũng muốn trốn lại lập tức cứng đờ tại chỗ, một người trong đó đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói. Kiếm chủ, chúng ta biết sai rồi, mong rằng kiếm chủ tha mạng cho ta. 3 người còn lại cũng vội vàng nói. Chúng ta biết sai, vẫn cầu kiếm chủ tha mạng. Chiến đấu thì chiến đấu không lại, trốn không thoát, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đầu hàng. Chỉ có như vậy, mới mong giữ được tính mạng. Dương Diệp thu hồi trấn giới thạch, sau đó lấy ra hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Trấn giới thạch này tốt thì có tốt, nhưng lại tiêu hao huyền khí rất lớn. Mỗi lần phát động đều sẽ tiêu hao hết 1/4 huyền khí trong cơ thể hắn, đồng thời còn tiếp tục tiêu hao sau đó. Nói cách khác, nếu như không thể giết chết đối phương trong thời gian ngắn, chỉ cần một khắc đồng hồ, huyền khí trong cơ thể hắn sẽ bị trấn giới thạch tiêu hao sạch. Dương Diệp liếc mắt nhìn 4 người, nói. Nếu lúc trước mà các ngươi làm như thế, bất kể thế nào ta cũng chắc chắn sẽ không giết các ngươi. Nhưng bây giờ, các ngươi vì mạng sống mới làm như thế, vậy thì đã muộn rồi. À, Dương Diệp, ngươi không cho ta sống tốt, chúng ta lại đồng quy vu tận. Biết không có khả năng sống sót, một tên huyền giả cảnh giới hoàng giả trong đó tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, sau đó lao vọt về phía Dương Diệp. Bụng của hắn lại lập tức phồng lên giống như mang thai 10 tháng. 3 gã huyền giả phía lưng đang do dự, sau đó trong chớp mắt cũng lao về phía Dương Diệp. Tất cả đều lựa chọn tự nổ. Nhưng đáng tiếc, lúc bọn họ còn chưa tự nổ, một đường kiếm quang lấy tốc độ mà bọn họ căn bản nhìn không thấy được đã lóe lên, sau đó đầu của 4 người đều bay ra ngoài. Nhìn những cái đầu bay ra ngoài, đám người nhân ngư tộc kinh ngạc. Những người này đã chết thế nào? Lần này Dương Diệp thi triển tốc độ kiếm ánh sáng, sau khi tốc độ nâng cao gấp 5 lần, đừng nói những nhân ngư tộc này, cho dù là 5 tên cường giả cảnh giới hoàng giả đã chết cũng không biết mình chết thế nào. Bởi vì tốc độ kiếm thật sự quá nhanh, nhanh đến mức bản thân bọn họ cũng không phát hiện ra được quỹ tích của kiếm khí.
thật nhanh. Tần Bất Phàm đột nhiên nói, trong giọng nói lộ vẻ nghiêm trọng. Sau khi giải quyết đám người Liễu Hà, được đám người nhân ngư tộc hướng dẫn, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đi trên tới một hòn đảo, ở trên đảo có một tòa cung điện, nhìn thấy tòa cung điện này, sát ý trong lòng Dương Diệp càng dâng cao. Bởi vì mức độ xa hoa của tòa cung điện này có thể sánh ngang với Hoàng cung đế quốc đỉnh Hán rồi. Bước vào trong cung điện, ở xung quanh đại điện để có từng cái lồng sắt, ở bên trong lồng sắt là một vài thiếu nữ trần truồng. Có vài nữ tử còn sống, nhưng phần nhiều đã chết. Vừa rồi lão tử nên ra tay giết vài người mới phải. Tần Bất Phàm nhìn lướt qua, trong giọng nói đầy sát ý. Trong mắt Dương Diệp cũng đầy sát ý, cho dù hắn không phải là người tốt, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không làm được loại chuyện này. Vào giờ phút này, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hiện tại nhân tộc đang có thể tớn, bản tính tham lam nhất định sẽ lộ ra, như vậy rất có khả năng sẽ có rất nhiều nhân tộc sẽ chèn ép các chủng tộc khác ngoại trừ nhân tộc. Một khi làm không tốt, thật sự có thể sẽ làm cho trong đại lục huyền giả nổi loạn. Sau khi cứu những nữ tử sống sót xong, mọi người đi tới sâu bên trong cung điện, sau khi bước vào một gian đại điện, mọi người lại bị chấn động. Ở trong đại điện chất đầy các loại bảo vật, trong ôm hết, có huyết san hô dài 10 trượng. Bọn họ cướp đoạt toàn bộ bảo vật của hải tộc sao? Tần Bất Phàm nói. Người đàn ông nhân ngư tộc nói. Ở hải tộc ta, bọn họ nhìn thấy cái gì đều muốn lấy đi, không chỉ có lấy đi, mỗi tháng vẫn muốn chúng ta cố định hiến vật quý cùng nữ nhân, tộc nào dâng lên bảo vật không tốt, hoặc nữ nhân không đủ xinh đẹp, bọn họ sẽ tìm các loại lý do để giết tộc đó. Mặc dù nhân ngư tộc các ngươi không có bán thánh, nhưng thế nào cũng sẽ không ít cường giả hoàng cấp chứ. Tần Bất Phàm nói. Người ta bắt nạt các ngươi lại nhịn xuống như vậy sao? Người đàn ông nhân ngư tộc liếc nhìn Dương Diệp, nói. Hiện tại nhân tộc đang có thế lớn, nắm giữ hơn bán thánh cùng cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, hải tộc ta có thể làm sao? Nếu chẳng may chọc giận nhân tộc, chẳng phải hải tộc ta sẽ bị diệt tộc sao? Hơn nữa, trước đó kiếm chủ từng nói muốn tiêu diệt hải tộc chúng ta. Cho nên hải tộc ta căn bản không dám đắc tội Nam vực, sợ bị các ngươi tìm được lý do, sau đó. Tần Bất Phàm cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đây là do người tạo nghiệt. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta quả thật nên hối lỗi, các ngươi đưa những bảo vật này về hải tộc các ngươi, là của ai thì trả lại cho người đó. Chuyện của hải tộc, không chỉ có hải tộc, cho dù là ma tộc, còn có yêu tộc. Ta sẽ cho nghĩ biện pháp lập ra quy định cho người Nam vực. Bất kể là hải tộc, hay ma tộc, thậm chí là yêu tộc, nói chung, tất cả chủng tộc đại lục huyền giả đều bình đẳng. Sau đó ta bảo đảm loại chuyện giống như hải tộc sẽ không phát sinh nữa. Ngươi nói thật sự. Đám người đàn ông nhân ngư tộc kích động, giọng nói cũng có chút run rẩy. Sau khi hải tộc đầu hàng nhân tộc, đối với bọn họ chính là một cuộc sống tối tăm. Vì nhân tộc tham lam thành tính. Hải tộc nương nhờ nên đổi lấy tuyệt đối sẽ không có ngày yên ổn hòa bình, sự thực cũng chứng minh quả thật là thế. Bình đẳng, không thể nghi ngờ đây là một chuyện với hải tộc. Nếu như người khác hứa hẹn như vậy, đám người nhân ngư tộc nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng bọn họ có lý do tin tưởng vào Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp lúc này chính là người có quyền lợi lớn nhất trong đại lục huyền giả. Ta đã hứa hẹn thì sẽ làm được. Dương Diệp nói. Cảm ơn. Lúc này. Một giọng nói yếu ớt đột nhiên truyền đến, tiếp theo, một con trai biển rất lớn đột nhiên mở ra, sau đó một nữ tử thân người đuôi cá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ tử có tướng mạo cực xinh đẹp, gương mặt tròn trịa, mắt phượng, đồng tử màu xanh lam đậm, tóc cũng là màu xanh lam đậm, khiến người ta chú ý nhất đơ là thắt lưng vô cùng nhỏ nhắn, chỉ bằng nắm tay. Muội muội, người đàn ông nhân ngư tộc quá khiếp sợ, vội vàng chạy tới trước mặt nữ tử, quan sát nàng rồi nói chi. Bọn chúng không. Nữ tử lắc đầu, nói. Sau khi ta bị bắt làm tù binh tới đây, không biết vì chuyện gì, bọn họ đều rời đi hết. Nói đến đây, nữ tử kia nhìn về phía Dương Diệp, nói. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bởi vì ngươi. Cảm ơn, nếu như ngươi tới chậm một bước, sẽ lẽ số phận của ta sẽ khác hẳn. Dương Diệp gật đầu và nói. Không có việc gì lại được. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, ta nghĩ những bảo vật này đều không lọt nổi vào mắt xanh của kiếm chủ, ca ca lấy thủy phách tới đây. Thủy phách, sắc mặt đám người nhân ngư tộc biến đổi,
Trên mặt người đàn ông nhân ngư tộc kia còn lộ ra vẻ giận dữ, nói. Thiên Lan ngươi, thủy phách lại là bảo vật trấn tộc của nhân ngư tộc, muội muội mình tự nhiên lại nói ra ở ngay trước mặt Dương Diệp. Nữ tử tên là Thiên Lan kia nói. Dương công tử không chỉ có ơn lớn với nhân ngư tộc ta, còn có ơn lớn với nhân ngư tộc ta. Cho dù thủy phách vô cùng chân quý, nhưng chỉ cần nhân ngư tộc chúng ta còn, lại có thể tập trung ra một lần nữa. Mang tới đi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nữ tử vốn mềm mại lại trở nên sắc bén. Người đàn ông nhân ngư tộc kia do dự hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt Thiên Lan đột nhiên có chút tức giận, hắn mới không dám do dự nữa, khẽ thở dài và xoay người lập tức biến mất. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Nữ nhân này thật thông minh, sử dụng một viên thủy phách gì đó để đổi lấy một ân tình của người này, từ đó về sau, sẽ không người nào dám bắt nạt nhân ngư tộc ngươi nữa. Nói cho cùng, trong cuộc làm ăn này vẫn là nhân ngư tộc ngươi kiếm lợi lớn. Nữ tử liếc nhìn Tần Bất Phàm, sau đó nói. Nhân ngư tộc yếu nên không có cách nào, đã làm cho vị công tử này phải chê cười rồi. Ngươi không cần thiết phải làm như vậy. Lúc này, Dương Diệp nói. Chuyện ta đã hứa thì sẽ làm được. Nữ tử mỉm cười, nói. Thủy phách này là tập trung nước mắt của tộc trưởng các đời nhân ngư tộc chúng ta. Bên trong nó ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng được. Ta thấy Dương công tử vẫn còn là cảnh giới tôn giả, sau này nếu Dương công tử muốn đột phá cảnh giới hoàng giả, thủy phách này khẳng định có thể trợ giúp được cho Dương công tử. Lúc này, người đàn ông nhân ngư tộc đã rời đi lúc trước lại xuất hiện nói. Với thủy phách này, cho dù là một huyền giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm từ chất bình thường ăn vào, cũng có thể thành hoàng. Lấy thiên phú cùng thực lực của Dương công tử, sau này dùng thủy phách, nhất định có thể có thu hoạch tốt không thể tưởng tượng được. Nói xong, hắn đưa một quả cầu nước trong suốt, sáng lấp lánh, lớn bằng nắm tay cho Dương Diệp. Có thể trợ giúp người ta thành hoàng sao? Trong giọng nói của Dương Diệp có phần kinh ngạc. Tất nhiên rồi. Người đàn ông nhân ngư tộc nói. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vậy ta cảm ơn. Nói xong, hắn nhận quả cầu nước này. Hắn biết rõ lúc thành hoàng cần có năng lượng, trước đây, hắn lợi dụng tinh huyết của bốn thần thú cùng máu của Long Tổ mới dám chạy nước rút tới cảnh giới hoàng giả. Mà bây giờ, hắn không có tinh huyết thần thú. Không thể nghi ngờ, thủy phách này với hắn không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chuyện của hải tộc, ta sẽ cho người tới xử lý. Các ngươi yên tâm, nàng ấy sẽ xử lý tốt. Nói xong câu này, Dương Diệp xoay người cùng Tần Bất Phàm rời đi. Nhìn về phía Dương Diệp biến mất, nữ tử Thiên Lan của nhân ngư tộc dường như suy nghĩ tới điều gì, đôi môi hé mở, khẽ nói. U Minh Thập Điện, Điện thứ 9, Băng Nữ, có lễ. Nữ nhân kia có chút không đơn giản. Sau khi ra khỏi cung điện, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Từ trên người nàng, ta cảm nhận được một hơi lạnh như có như không, trực giác nói cho ta biết, nữ nhân này không phải là một người hiền lành gì. Vậy vì sao ngươi không ra tay giết nàng? Dương Diệp nói. Ta ăn no rừng mỡ à? Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp nói. Vậy không làm là được rồi. Không quan tâm nàng đơn giản hay là không đơn giản, đều không có liên quan gì quá lớn với chúng ta cả. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất của chúng ta là thánh địa. Tần Bất Phàm nói. Thật ra, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu được vì sao ngươi lại muốn đi thánh địa. Nói là đi giết người. Rõ ràng không phải, bởi vì cho dù ngươi giết thì có thể giết được bao nhiêu. Nếu như không phải đi giết người, vậy ngươi lại muốn làm gì vậy? Đi lấy đồ, thuận tiện giết người. Dương Diệp nói. Ánh sáng cầu vồng tản đi, Tần Bất Phàm nhìn Dương Diệp và giơ ngón tay cái lên, nói. Cho dù ngươi nói lời này có chút khoa trương, nhưng ta thích. Chỉ riêng lời này của ngươi, ở thánh địa nếu như ngươi bị giết chết. Dù thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. Ta sẽ không chết, ha ha. Dương Diệp. Dương Diệp viết lá thư bảo huyền giả của nhân ngư tộc mang về cho Đinh Thược Dược, chuyện của nhân ngư tộc làm hắn rất xúc động. Hắn không coi thường bất kỳ chủng tộc nào, ngược lại hắn rất có thiện cảm đối với một ít yêu thú yêu tộc. Nhưng hắn biết rõ, người khác không có khả năng giống như hắn. Giữa nhân tộc cùng yêu tộc còn có ma tộc cùng với hải tộc đều đặc biệt căm thù nhau. Mặc dù bây giờ, nhân tộc có lực lượng tuyệt đối làm cho ba tộc này khuất phục, nhưng một khi làm không tốt,
sẽ tạo thành nội bộ đại lục huyền giả bộ đều xuất hiện nội loạn. Thậm chí bên trong nhân tộc cũng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Hắn không am hiểu xử lý việc này, nhưng hắn tin tưởng Đinh Thược Dược sẽ xử lý tốt. Về phần Đinh gia, hắn cũng nhắc tới, xử lý Đinh gia thế nào lại là chuyện của Đinh Thược Dược. Tuy nhiên hắn tin tưởng Đinh Thược Dược sẽ không để cho hắn thất vọng. Chẳng bao lâu, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đi tới một đài cao trên đảo. Ở trước mặt hai người là một đài cao mười mấy trượng, rộng trăm trượng. Ở trên đài có một vòng sáng màu xanh lam. Dương Diệp nhận ra vòng sáng này, đó là truyền tống trận. Đứng lên trên, chúng ta sẽ đến thánh địa. Nơi đó là một nơi hoàn toàn khác với thế giới của đại lục huyền giả. Nơi đó có linh khí dồi dào, thiên tài tập hợp, cường giả cũng không đếm hết được. Bây giờ chúng ta qua thì dễ dàng, nhưng sau này muốn trở lại sẽ có thể gặp khó khăn. Bởi vì một khi bọn họ phát hiện ra chúng ta, sau này nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả trấn giữ lối vào bên này. Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp nói. Thế nào, người không dám đi à? Đừng khích tướng ta. Tần Bất Phàm nói. Ta chỉ muốn nói cho người biết, sau khi đi tới bên kia, chúng ta có thể sẽ đối mặt với tình cảnh thế nào thôi. Dương Diệp nói. Cứ luôn ở lại đại lục huyền giả, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị động. Chỉ có đi thánh địa, chúng ta mới có thể đổi bị động làm chủ động. Hơn nữa, những người bị trấn áp các ngươi lại sắp ra đây, lẽ nào ngươi không muốn tham dự vào trận đại chiến này sao? Vậy nhất định sẽ rất thê thảm. Tần Bất Phàm nói. Các ngươi cũng sẽ không chết, thê thảm cái gì chứ? Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm nói. Ngươi không hiểu, cho dù chúng ta sẽ không chết, nhưng sẽ yếu, sẽ ngủ say. Trước đây chúng ta bị trọng thương đến mức ngủ say, sau đó mới bị bọn họ trấn áp. Lần này, lại không biết sẽ có bao nhiêu người lại ngủ say. Nếu như lại ngủ say, có khả năng sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tần Bất Phàm nói. Thế giới này đã sắp đến ranh giới của sự hủy diệt rồi, nếu như thế giới này sụp đổ, tất cả pháp tắc đều hỗn loạn, khi đó, tấm thân bất tử của chúng ta cũng không có tác dụng. Sở dĩ đám người thiên ngoại thiên trấn áp chúng ta ở đây, đồng thời hút ra tử khí bản nguyên của đại lục, mục đích cuối cùng cũng là muốn làm cho thế giới này bị hủy diệt, làm cho chúng ta đồng quy vu tận cùng thế giới này. Các ngươi thật bi kịch. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nghĩ rằng các ngươi không bị kịch sao? Sinh ra lớn lên đã bị nhốt ở trong một lồng giam, thậm chí làm không tốt còn phải diệt vong cùng lồng giam này. Dương Diệp nói. Đúng vậy, chúng ta đều gặp bi kịch, đã từng có không biết bao nhiêu cường giả vốn có thể tiến thêm một bước, có bao nhiêu cường giả vốn có thể không cần phải chết, nhưng tất cả đều bởi vì không có tử khí bản nguyên, nữ duy nhất thu được tử khí bản nguyên lại có đám người của thiên ngoại thiên trấn giữ, bởi vậy tất cả đều phải ôm nỗi hận hóa thành một đống bụi bặm. Dương Diệp nhớ tới túy đạo nhân của kiếm tông trước đây, bây giờ lại thấy được, thực lực túy đạo nhân chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng nói cho cùng. Cuối cùng hắn vẫn chết ở trong tay của đám người thiên ngoại thiên. Còn có Mạc Lão, còn rất nhiều người khác vốn có cơ hội thăng cấp cảnh giới thánh giả, nhưng bởi vì người thiên ngoại thiên, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tuổi thọ của mình dần dần biến mất. Những người của thánh địa cùng thiên ngoại thiên đều đáng chết. Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Không phải bọn họ đáng chết, mà là người yếu đều đáng chết. Nói xong, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó lấy ra hơn 10 hòn đá năng lượng siêu phẩm đặt vào trong lòng, bắt đầu hấp thu năng lượng. Ngươi làm gì vậy? Tần Bất Phàm hỏi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, nói. Ngươi không phải đã nói bên kia có một vị bán thánh sao? Chúng ta không làm bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đã đi qua, chẳng phải là đi chịu chết sao? Tần Bất Phàm giật mình, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói có đạo lý. Nói xong. Hắn cũng ngồi xếp bằng, nhưng một lát sau, hắn lại nói. Này, cho ta hai hòn đá kia đi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói. Ngươi thậm chí không có đa năng lượng à. Quên cướp. Tần Bất Phàm nói. Ngươi yên tâm đi, mấy hòn đá vỡ mà thôi, sau này ta cướp mấy trăm khối trả lại cho ngươi. Khóe miệng Dương Diệp lại khẽ giật, sau đó tiện tay ném cho Tần Bất Phàm mấy chục viên đá năng lượng, nói. Nhớ kỹ. Mấy trăm viên, nếu ngươi không trả, ta sẽ khinh thường ngươi. Tần Bất Phàm. Hai canh giờ sau,
trạng thái của hai người khôi phục lại đỉnh phong. Đi thôi. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, rơi vào trên đài cao kia, Tần Bất Phàm cũng theo sát phía sau. Trên đài phát ra một ánh sáng màu xanh lam chói lòa, tiếp theo hai người biến mất ở trên đài cao. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, một ánh sáng trắng chói mắt bắn tới, Dương Diệp bất giác nhíu mày, lắc đầu, lại nhắm mắt một lát mới mở hai mắt ra. Khi thấy tình cảnh lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa kịch liệt. Xung quanh hắn cùng với Tần Bất Phàm cả năm lão già mặc áo bào màu xám, mỗi một lão già đều là bán thánh. Mà ở phía sau năm lão nhân xung quanh, còn có gần 100 người trung tuổi mặc áo bào màu xanh lam, những người này đều là cảnh giới hoàng giả. Mai phục, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Một lão già trong đó khẽ nói. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm, ngươi không phải nói chỉ có một bán thánh sao? Tần Bất Phàm ngẩn người, sau đó nói. Mẹ nó, không phải chỉ có một người thôi sao? Dương Diệp nhận trước tên bán thánh dẫn dầu kia, đó là Huyền Minh trước đây đã chạy từ đại lục huyền giả tới đây. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp lại hiểu rõ, đối phương đã sớm biết bọn họ muốn tới, nói cách khác, trong đại lục huyền giả có người của thánh địa, hơn nữa thực lực của người này còn không thấp. Là ai? Dương Diệp nhíu mày, bởi vì chỉ có rất ít người biết hắn muốn tới thánh địa, trong số rất ít người này, cơ bản đều người hắn tín nhiệm. Ta vốn cho rằng chỉ có một mình Dương Diệp người, nhưng không nghĩ tới huyền giả nghịch chủng Tần Bất Phàm người tự nhiên cũng tới. Vừa lúc, chúng ta giải quyết luôn các ngươi. Mấy người Huyền Minh mở hai tay ra, lập tức, một lồng giam không gian vô hình phong tỏa lấy Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Ở không gian xung quanh hai người dường như trở nên vững chắc, ngay cả không khí cũng không có cách nào chuyển động. Mà những cường giả cảnh giới hoàng giả sau lưng đám người Huyền Minh lại xông tới, hình thành một vòng tròn. Vây chặt hai người Dương Diệp. Huyền không biết rất rõ thực lực của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm, tuyệt đối không thể xem hai người này như người bình thường được. Đặc biệt là Dương Diệp này còn nắm giữ trấn giới thạch, một khi làm không tốt, sợ rằng năm bán thánh cũng không giết chết được hai người bọn họ. Bởi vậy, mấy người dẫn đầu không phải xông tới tấn công Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm, mà chặn tất cả đường lui của hai người. Bắt con ba ba trong hũ. Đây là hiệu quả mà đám người Huyền Minh muốn có. Ta trẻ tuổi, ta quá kích động, ta không nên nghe sát tinh ngươi nói mấy câu liền theo ngươi tới thánh địa. Tần Bất Phàm liếc mắt nhìn xung quanh, trên hai tay dần dần hiện ra ngọn lửa màu xanh lam, huyền khí trong cơ thể hắn lại điên cuồng phun ra giống như rời sông lấp biển. Năm bán thánh giao cho ngươi, những cảnh giới hoàng giả giao cho ta. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, ý kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cộc. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào vỏ kiếm cổ. Ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa sao? Tần Bất Phàm mắng. Ngươi là cảnh giới hoàng giả, ta chỉ là cảnh giới tôn giả, ngươi không biết xấu hổ lại bảo ta đi đối phó với năm tên bán thánh à? Dương Diệp nói. Ngươi đừng nói nhảm, còn nói nhảm nữa, hai chúng ta phải chết ở chỗ này đấy. Tần Bất Phàm nói. Làm thì chắc chắn không làm gì được, chạy thoát thân mới là chủ yếu nhất. Mẹ nó, ta thật sự quá xui xẻo, thật vất vả chạy ra ngoài, bị ngươi nói mấy câu lại chui vào. Ngươi thành thật khai báo đi, có phải ngươi liên kết hay không thánh địa tới hãm hại ta hay không? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta liên thủ công kích vào một điểm, đánh phá những hàng rào không gian này. Dương Diệp nói, ý kiếm trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí lập tức đánh vào hàng rào không gian xung quanh hắn. Tốc độ của Tần Bất Phàm cũng không chậm. Hai đường ánh sáng trắng hiện lên hình chữ thập, theo sát kiếm khí của Dương Diệp. Âm, toàn bộ hàng rào không gian chấn động mạnh, nhưng khi kiếm khí cùng ánh sáng trắng tiêu tan, hàng rào không gian lại hoàn hảo không tốn hao gì. Vừa rồi người sử dụng mấy phần thực lực? Tần Bất Phàm hỏi. 4 phần. Dương Diệp đáp. Khóe miệng Tần Bất Phàm khẽ giật, nói. Ta thu hồi lại lòng khinh thường của ngươi, ở trước mặt ngươi là 5 tên bán thánh. Không có bán thánh nào yếu cả, bọn họ liên thủ thi triển hàng rào không gian, cho dù là một bán thánh cũng không có khả năng dễ dàng đánh nát, ngươi chỉ dùng 4 phần lực lượng, ngươi đừng đùa với ta chứ. Ngươi sử dụng bao nhiêu thực lực? Dương Diệp hỏi ngược, cơ mặt Tần Bất Phàm hơi khẽ giật, sau đó nói. Hình như cũng là 4 phần. Ta không biết bọn họ có yếu hay không, cho nên mới dùng 4 phần, ngươi biết thực lực của bọn họ, nhưng ngươi vẫn chỉ dùng 4 phần.
Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Được, ta biết người đề phòng ta, ta cũng vậy. Nhưng với tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy, nếu như chúng ta cứ đề phòng đối phương, như vậy, chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Tần Bất Phàm trầm ngâm một lúc mới nói. Hy vọng những lời ngươi nói đều là thật lòng, nếu ngươi dám hãm hại ta, ta luân hồi trăm nghìn đời cũng phải tìm ngươi báo thù. Dương Diệp. Giết. Lúc này, Huyền Minh đột nhiên nói. Tiếp theo, năm tên bán thánh đồng thời ra tay, năm trưởng ấn năng lượng trực tiếp xuyên qua những hàng rào không gian đánh về phía Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, nói. Có hàng rào không gian này ngăn cản mà bọn họ cũng có thể ra tay được à? Hắn nói xong, ý kiếm trong tay đột nhiên được rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí bổ về phía một trưởng ấn năng lượng trong đó, kiếm khí cùng trưởng ấn va chạm vào nhau. Một tiếng động lớn vang lên, kiếm khí đã ầm ầm tiêu tan. Trưởng ấn vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh đánh về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, tay phải lật một lần, ma năng thuẫn đã xuất hiện ở trước mặt, đón trưởng ấn kia. Ầm, một tiếng, ma năng thuẫn kia chấn động mạnh, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng trong trưởng ấn kia. Điều này làm cho Dương Diệp vui mừng, thầm nghĩ đúng là tấm lá chắn tốt. Nhưng rất nhanh, lại có hai trưởng ấn đánh vào trên ma năng thuẫn. Ngay lập tức, lực va chạm quá mạnh làm ma năng thuẫn cùng hắn bị đánh bay trăm trượng, cuối cùng hắn nặng nề đập vào trên hàng rào không gian mới dừng lại được. Dương Diệp lau vết máu tươi bên khóe miệng, sau đó nhìn tay phải vẫn nằm giữ ma năng thuẫn, lúc này tay phải của hắn đã nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Không ngờ cường giả bán thánh lại cường đại như vậy, chẳng qua chỉ là một đòn tiện tay lại phá được phòng ngự thân thể của mình. Trong lòng Dương Diệp lại không dám lòng khinh thường. Âm ầm. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến máy tiếng nổ lớn, Dương Diệp nghe tiếng động thì nhìn lại, chỉ thấy Tần Bất Phàm tự nhiên lấy sức một mình cứng rắn đánh nát hai trưởng ấn. Xem ra, hắn còn mạnh hơn mình tưởng. Dương Diệp thầm nghĩ. Vẻ mặt Tần Bất Phàm nghiêm trọng nói, cường giả bán thánh đã sớm tìm hiểu rõ lực lượng không gian, cho nên những hàng rào không gian chỉ ngăn cản chúng ta, nhưng lại không ảnh hưởng tới bọn họ. Ngươi lấy ra trấn giới thạch đo. Nếu không ta sẽ tàn, ngươi sẽ chết. Dương Diệp khẽ gật đầu, tay phải khẽ lật, trấn giới thạch đã xuất hiện ở trong tay. Sau khi trấn giới thạch xuất hiện, mấy bán thánh lập tức biến sắc, bởi vì cảnh giới của bọn họ đã từ bán thánh biến thành cảnh giới hoàng giả, những cường giả cảnh giới hoàng giả phía sau bọn họ lại đều biến thành cảnh giới tôn giả. Trấn giới thạch, vẻ mặt Huyền Minh có chút khó coi, trước đây khi bọn họ đi tới đại lục huyền giả, mấy bán thánh làm mất vật này. Thiếu chút nữa bị trừng phạt nghiêm trọng. Nếu không phải huyền giả nghịch trùng xuất hiện, thánh địa cần cường giả bán thánh, sợ rằng lúc này hắn đã không ở đây rồi. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào trong vỏ kiếm cổ, nói. Trấn giới thạch này tiêu hao rất nhiều huyền khí, ta không chống đỡ được quá lâu đâu. Chúng ta liên thủ công kích hàng rào không gian trước mặt này. Lần này, nếu như ngươi còn nương tay, trước khi ta chết, nhất định sẽ cho ngươi một kiếm trước. Giết! Tần Bất Phàm phẫn nộ hét lên một tiếng, thân hình vọt đến không trung, hai tay chợt vỗ một cái. Chôn vùi trời xanh. Theo Tần Bất Phàm vừa dứt lời, một ngọn lửa màu xanh lá cây nhanh chóng hiện ra giữa hai tay của hắn. Sau khi ngọn lửa màu xanh lá cây xuất hiện, toàn bộ hàng rào không gian chấn động mạnh, sau đó giống như từng gợn sóng không ngừng nhấp nhô. Diệt! Tần Bất Phàm phẫn nộ hét lên một tiếng. Ngọn lửa màu xanh lá cây này hóa thành một con rồng lửa màu xanh lá lao mạnh về phía hàng rào không gian trước mặt hai người. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang lên, tiếp theo, một đường kiếm khí màu tím xuất hiện ở phía sau con rồng lửa màu xanh lá này. Lần này, Dương Diệp cũng không dám nương tay, bảy trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất, lại thêm một đòn chí mạng tầng 3. Trong kiếm khí có lực lượng mạnh mẽ, làm cho nó còn chưa tới trên hàng rào không gian này. Chúng đã xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Ra tay. Đám người Huyền Minh đương nhiên sẽ không để hai người Dương Diệp phá những hàng rào không gian kia, năm người lại lập tức ra tay lần nữa, cho dù cảnh giới của năm người trở thành cảnh giới hoàng giả, nhưng nắm giữ huyền kỹ cùng với không gian vẫn là bán thánh. Cho nên khi công kích của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm còn chưa tới hàng rào không gian, năm trưởng ấn năng lượng lại dẫn đầu đánh vào trên con rồng màu xanh lá cây cùng kiếm khí kia. Một tiếng nổ lớn kinh thiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, kiếm khí cùng ngọn lửa màu xanh lá cây tiêu tan, một trường ấn năng lượng cắt qua không trung đánh về phía Dương Diệp.
Hai mắt Dương Diệp híp lại, ma năng thuẫn chắn ở trước người, trưởng ấn năng lượng này đánh vào trên ma năng thuẫn chấn động mạnh, tiếp theo, trưởng ấn năng lượng này đều bị ma năng thuẫn hấp thu. Gia cố không gian. Ở đó lại vang lên giọng nói của Huyền Không, tiếp theo, chỗ vết nứt trên hàng rào không gian lúc trước đã biến mất. Sắc mặt hai người Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm trầm xuống. Giết! Theo mệnh lệnh của Huyền Không phát ra, năm tên bán thánh lại ra tay lần nữa, lần này, chúng đều dùng tới huyền kỹ của mình. Mỗi người khác nhau, nhưng huyền kỹ vô cùng mạnh mẽ lại giống như che trời lấp đất đánh về phía Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Ở dưới sự bao vây tấn công của năm tên bán thánh, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm lập tức rơi xuống thế hạ phong. Tuy nhiên đám người thánh địa ngạc nhiên khi thấy, cho dù Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm rơi xuống thế hạ phong, nhưng lại kiên quyết tiếp tục. Cho dù hai người ít nhiều đã bị thương, nhưng hai người vẫn đứng thẳng. Đây chính là năm tên bán thánh. Mặc dù bây giờ chỉ là cảnh giới hoàng giả, nhưng đó cũng là bán thánh. Mà Tần Bất Phàm cùng Dương Diệp thì sao? Một người là cảnh giới hoàng giả, một người thấp hơn, mới là cảnh giới tôn giả thôi. Nói chung, cho dù Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm là kẻ địch của thánh địa, nhưng những cường giả thánh địa lại không thể không thừa nhận, hai người rất yêu nghiệt, rất mạnh. Đặc biệt là Dương Diệp, một ít cường giả thánh địa thậm chí còn nảy sinh tâm tình chán ghét đối với đám người kiếm cuồng. Loại thiên tài như Dương Diệp này, nếu như trước đây không phải thánh địa phái người ra ngoài quá cả vú lấp miệng em, không chừng thánh địa có thể thu hắn, tới khi đó, thánh địa không chỉ có thêm một người có thể trở thành cường giả tổ sư của kiếm tông, sau này trái lại còn nhận được một thiên tài có thể vượt qua tổ sư của kiếm tông. Nói chung, một sai lầm làm cho bây giờ tình trạng giữa thánh địa cùng Dương Diệp đã không có cách nào hóa giải được. Từ khi thánh địa đồng ý buông tha 10 vạn năm kiêu ngạo của mình, chủ động cầu hòa cùng Dương Diệp. Tuy nhiên, hiển nhiên là không có khả năng này. Đặc biệt bây giờ Nam Vực lại còn liên thủ cùng huyền giả nghịch chủng, cho nên Dương Diệp phải chết. Này, cứ tiếp tục như vậy, hai chúng ta sẽ bị bọn họ đùa chết mất. Sau khi Tần Bất Phàm đánh nát một trưởng ấn, hắn liếc nhìn Dương Diệp nói. Trước đây không phải ngươi chạy trốn được từ trong tay của 10 vị bán thánh sao? Nhanh sử dụng con át chủ bài của ngươi đi, huyền khí trong cơ thể ta sắp bị chấn giới thạch này tiêu hao sạch rồi, ngươi mà không sử dụng, có khả năng sẽ không có cơ hội sử dụng nữa đâu. Ý kiếm trong tay Dương Diệp không ngừng vung lên, từng kiếm khí màu tím nhanh chóng hiện ra, đánh về phía các loại công kích năng lượng, trước mặt hắn. Trước đây ta là đánh bất ngờ, bây giờ người ta đã có chuẩn bị sẵn, ta có thể làm sao chứ? Tần Bất Phàm tức giận nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chẳng lẽ lại cần nhiên ý, làm cho mình tạm thời tăng lên tới cảnh giới hoàng giả sao? Nếu như sử dụng nhiên ý, sau khi hắn đạt được cảnh giới hoàng giả, thực lực chỉnh thể sẽ tăng trên diện rộng, khi đó hắn cùng với những bán thánh sẽ cùng cấp, hắn cũng có cơ hội chạy trốn nhiều hơn. Nhưng, di chứng sau khi sử dụng nhiên ý, kiếm ý rơi xuống, cảnh giới rơi xuống, khi đó càng không biết tới khi nào mới trở thành cảnh giới hoàng giả. Nhưng nếu như không sử dụng nhiên ý, làm thế nào thoát khỏi vòng vây của năm tên bán thánh và trên trăm cường giả cảnh giới hoàng giả đây? Dương Diệp khó xử. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp không hề do dự nữa. Bởi vì tình hình càng lúc càng không ổn, vào lúc hắn muốn sử dụng nhiên ý lúc, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Này, chúng ta cần gì phải ngu ngốc cứng rắn đấu với bọn họ chứ? Đi công kích hàng rào không gian của bọn họ không phải được rồi sao? Dương Diệp sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên, nói. Ta hiểu rõ rồi. Hai người nhìn nhau, sau đó hai người chợt liên thủ đánh ra một đòn mạnh nhất với mặt đất. Chôn vùi trời xanh. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Theo giọng nói của hai người vừa vang lên, một ngọn lửa màu xanh lá cây cùng một đường kiếm khí đồng thời đánh vào trên mặt đất. Cho dù mặt đất cũng có hàng rào không gian, nhưng mặt đất cách hai người gần nhất, đám người huyền minh căn bản không kịp ngăn cản. Ở dưới một đòn hợp lực hai người, mặt đất bị nổ mạnh, hình thành một hố sâu không thấy đáy, hai người không hề do dự, tung người nhảy vào trong hố lớn này. Mới bắt đầu, mọi người còn có thể nghe được mặt đất truyền đến tiếng nổ lớn, nhưng rất nhanh, dưới nền đất đã không truyền đến bất kỳ âm thanh nào nữa. Đám người huyền minh sững sờ, hai người lại trốn được ngay dưới tầm mắt của bọn họ à. Năm vị bán thánh và trăm vị cường giả cảnh giới hoàng giả lại không giết nổi một tên cảnh giới hoàng giả cùng cảnh giới tôn giả sao? Nghĩ đến đây,
vẻ mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Đuổi theo, Huyền Minh không có chút do dự nào, hóa thành một đường ánh sáng dẫn đầu tiến vào trong hố sâu này. Cho người quay về thánh địa thông báo, những người khác ở trên mặt đất truy đuổi. Sau khi tìm được thì không nên dùng lực, dùng truyền âm phù báo cho ta biết đã. Một bán thánh nói xong câu này, sau đó cùng với bốn gã bán thánh còn lại lao vào trong hố này. Trên mặt đất, các cường giả cảnh giới hoàng giả còn lại lập tức hóa thành từng ánh sáng lấp lánh bay về bốn phía xung quanh. Dưới nền đất, hai người Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm điên cuồng công kích về phía sâu bên trong, hai người đều biết rất rõ ràng, một khi bị năm tên bán thánh đuổi theo, sẽ lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Cho dù hai người đều rất tự tin, nhưng còn không tự tin đến mức có thể đối đầu với năm tên bán thánh, đặc biệt còn là năm tên bán thánh rất mạnh. Này, chúng ta tách ra trốn đi. Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Trường kiếm trong tay Dương Diệp vung nhanh, nói. Ngươi xác định chứ, ngươi đi theo ta, có trấn giới thạch ở đây, chúng ta còn có thể đối đầu cùng bọn họ một chút. Nhưng nếu như tách ra, một khi ngươi bị bọn họ đuổi theo, không trấn giới thạch thì ngươi lại khỏi chơi nữa. Chúng ta tách ra mới có thể phân tán bọn họ, như vậy cơ hội chạy trốn cũng lớn hơn rất nhiều. Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Vậy chúc ngươi lên đường bình an. Ta cũng chúc ngươi lên đường bình an. Nói xong câu này, thân hình Tần Bất Phàm đột nhiên chuyển động, đánh về phía bên phải, rất nhanh lại có một lối đi xuất hiện ở bên phải Dương Diệp. Chỉ trong giây lát, Tần Bất Phàm lại biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, 100 thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở dưới sự điều khiển của hắn, 100 thanh huyền kiếm đạo cấp hóa thành từng kiếm quang điên cuồng công kích bùn đất trước mắt hắn. Qua một khắc, toàn bộ nền đất chấn động mạnh, Dương Diệp mơ hồ nghe được phía xa có tiếng nổ lớn. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn biết, nhất định là Tần Bất Phàm đã gặp phải bán thánh. Trước đây Tần Bất Phàm có thể lấy sức lực của một người chạy thoát khỏi 10 bán thánh, chắc lần này hắn nhất định cũng có thể chạy trốn được, ngược lại mình phải vạn phần cẩn thận. Mới được, nếu như bị bán thánh ngăn chặn, vậy tình huống kia lại rất tệ. Tay trái của Dương Diệp lật một cái, lấy ra hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt vào trong lòng, vừa hấp thu năng lượng của nó, bên điên cuồng công kích tới phía trước. Qua khoảng một khắc, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì từ phía sau có một cột sáng bắn tới nhanh như tia chớp. Dương Diệp dừng bước, ý kiếm trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím va chạm mạnh cùng cột ánh sáng kia. Kiếm khí cùng cột ánh sáng nổ tung, sóng khí mạnh mẽ làm cho mặt đất xung quanh không ngừng sụp xuống, nhân cơ hội này Dương Diệp xoay người tăng cao tốc độ đến mức tận cùng, hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía trước mặt. Dương Diệp, ngươi trốn không thoát đâu, kiếm khí cùng cột ánh sáng nổ tung, sóng khí mạnh mẽ làm cho mặt đất xung quanh không ngừng sụp xuống, nhân cơ hội này Dương Diệp xoay người tăng cao tốc độ đến mức tận cùng, hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía trước mặt. Dương Diệp, ngươi trốn không thoát đâu. Sau lưng Dương Diệp truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Dương Diệp đã hiểu, giọng nói này chính là Huyền Minh. Hắn còn cảm giác được sau lưng Huyền Minh có hai người nữa. Nói cách khác, có ít nhất ba gã bán thánh đang hợp sức đuổi theo hắn. Lão cẩu này đúng là để mắt tới ta nhỉ. Trong lòng Dương Diệp thầm mắng, hắn biết, sở dĩ Huyền Minh đuổi theo hắn, sợ rằng có liên quan rất lớn tới chuyện ở đại lục huyền giả. Trước đây Huyền không đã chết ở dưới một kiếm đánh lén của hắn. Nhìn qua, quan hệ giữa Huyền Minh và Huyền không rõ ràng là không bình thường, còn nữa, trên người hắn còn có chí bảo như trấn giới thạch, đối phương muốn buông tha hắn mới là lạ. Cảnh giới của bản thân Dương Diệp lại thấp hơn ba người Huyền Minh, tất nhiên tốc độ cũng không lớn bằng ba người, không bao lâu, ba người lại chỉ cách Dương Diệp có mấy chục trượng. Thấy ba người phía sau càng lúc càng gần, Dương Diệp nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị đuổi theo, không được, phải nghĩ biện pháp. Dương Diệp, ngươi giao ra trấn giới thạch, ta để cho ngươi được toàn thây, nếu không, đợi lát nữa lão phu sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Phía sau Dương Diệp truyền đến giọng nói dữ tợn của Huyền Minh. Huyền Minh tất nhiên hận Dương Diệp tới thấu xương, trước đây sư huynh của hắn vốn có thể không chết, nhưng cũng bởi vì Dương Diệp đánh lén, lúc này mới ngã xuống. Hơn nữa cũng bởi vì Dương Diệp, hắn mới mất trấn giới thạch. Cho nên,
So sánh với Tần Bất Phàm, hắn càng muốn giết Dương Diệp hơn. Hơn nữa, lần này cũng là Thánh Địa ra lệnh cho hắn tới bao vây tấn công Dương Diệp, bất kể như thế nào hắn cũng không thể thất bại được. Nếu như thất bại, lần này hắn tuyệt đối sẽ bị phạt. Dương Diệp không để ý tới Huyền Minh phía sau, hắn chau mày, đột nhiên ánh mắt chợt sáng lên, hắn nghĩ đến một khả năng. Hồng Mông Tháp. Cho dù trốn ở bên trong Hồng Mông Tháp có nguy hiểm, nhưng điều kiện trước tiên là đối phương biết có một chỗ không gian là Hồng Mông Tháp, sau đó đánh vào Hồng Mông Tháp. Nhưng nếu như không phát hiện được thì sao? Hắn không có cơ hội suy nghĩ sâu, bởi vì lúc này hắn đã bị dồn vào đường cùng rồi, bất kể như thế nào, không thử cũng phải thử. Sau khi nghĩ xong, Dương Diệp không chạy nữa mà rẽ sang bên. Chẳng bao lâu, bóng lưng của Dương Diệp biến mất khỏi tầm mắt của đám người Huyền Minh. Chỉ trong giây lát, đám người Huyền Minh dừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ đã không có đường nữa, nhưng lại không nhìn thấy Dương Diệp đâu cả. Hắn đi đâu rồi? Một tên bán thánh trong đó cau mày nói. Lẽ nào hắn hòa vào đất rồi sao? Nói xong, hắn đánh ra một quyền, mặt đất cứng rắn ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, nhưng bên trong lại không có Dương Diệp. Hắn nhất định vẫn còn ở đây. Huyền Minh trầm giọng nói. Đúng lúc này, sắc mặt ba người Huyền Minh biến hóa kịch liệt, bởi vì một áp lực cường đại vô hình đột nhiên xuất hiện ở trên người bọn họ. Trong lúc Huyền Minh nói chuyện, Dương Diệp lại biết rất rõ mình cứ ẩn nấp tiếp thì chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên, hắn quyết đoán ra tay. Hắn vốn định ra tay với Huyền Minh, nhưng đáng tiếc giữa Huyền Minh cùng hắn còn cách một người, không có cách nào, hắn chỉ có thể ra tay với tên bán thánh gần nhất. Đối phương là bán thánh nên lần này Dương Diệp không hề nương tay. Đầu tiên là sử dụng trấn giới thạch áp chế ba người thành cảnh giới hoàng giả, sau đó lại thi triển ra kiếm vực cùng kiếm ý trấn áp đối phương, tiếp theo là bảy đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất cộng thêm một đòn chí mạng tầng 3, còn có tốc độ kiếm ánh sáng tầng thứ nhất. Giờ phút này, Dương Diệp lấy ra hết con át chủ bài, không giữ lại chút thực lực nào. Vào giây phút Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, ba người có mặt ở đó lại phát hiện ra ngay. Tên bán thánh ở trước mặt Dương Diệp lập tức cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược, hắn vừa định xoay người, nhưng lại có hai luồng áp lực vô hình giống như hai ngọn núi lớn đè lên trên người hắn, làm cho hắn hành động hơi chậm chạp, chính là trong chớp nhoáng này, hắn lại cảm giác cổ mình mát lạnh. Sau đó, cơ thể của tên bán thánh này lại cứng đờ tại chỗ, tiếp theo, một tia máu tươi đã lập tức nhuộm đỏ cổ hắn. Ở trong mắt hắn đọng lại vẻ kinh ngạc cùng không tin nổi. Một bán thánh lại cứ như thế chết đi. Làm càn. Trong nháy mắt, hai người Huyền Minh đã kịp phản ứng, khi cảm giác được bạn đồng hành của mình lại có thể chết. Trong lòng đám người Huyền Minh vừa sợ vừa giận, hai người lập tức ra tay, đánh về phía Dương Diệp. Sau khi đánh lén một kiếm thành công, Dương Diệp lập tức thi triển ra chỉ xích thiên nhai lao vọt về phía xa, nhưng vẫn muộn rồi, ba trưởng ấn năng lượng đã tới sau lưng của hắn. Cũng may hắn đã dự đoán trước, chắn ma năng thuẫn ở sau lưng mình. Nhưng một đòn hợp lực của hai bán thánh lại ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là ma năng thuẫn cũng không ngăn cản được. Bành bành! Hai trưởng ấn gần như cùng lúc này đánh vào trên ma năng thuẫn, lực va chạm quá mạnh làm cho ma năng thuẫn trực tiếp rót vào trên lưng của Dương Diệp. Dương Diệp chợt cảm thấy giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Tuy nhiên cũng bởi vì lực va chạm của hai trưởng ấn, làm cho tốc độ của hắn tăng lên mấy lần chỉ trong nháy mắt. Chỉ chớp mắt, Dương Diệp lại biến mất khỏi tầm mắt của hai người Huyền Minh. Trên mặt đất, một loạt vết máu lan tràn từ dưới chân của hai người Huyền Minh đến cuối tầm mắt. Còn cứu được hắn không? Huyền Minh trầm giọng nói. Lão già ở bên cạnh hắn lắc đầu, nói. Cổ đã bị cắt đứt, trong cơ thể lại có thiên cấp kiếm ý tầng 2 phá hủy sức sống của hắn. Người này thật là ác độc. Trong giọng nói lộ ra sự kinh ngạc và tức giận, kinh ngạc vì không ngờ ba người bọn họ liên thủ, Dương Diệp lại giết ngược một người trong bọn chúng. Bọn họ tức giận vì bên mình là ba gã bán thánh, lại bị một con kiến hôi cảnh giới tôn giả giết ngược một bằng hữu trong đội. Đây là sỉ nhục. Người này có hơi kỳ lạ. Huyền Minh gần giọng nói. Lúc trước hắn nấp ở sau lưng chúng ta lại hoàn toàn không phát hiện ra, nếu không phải hắn cách lão tam quá gần. Lại đánh bất ngờ, cho dù hắn có tuấn giới thạch cùng kiếm vực cũng không có khả năng dê lão tam được. Huyền Minh, thánh địa ta có thể có thân pháp huyền kỹ che giấu được cả cường giả bán thánh sao? Lão già kia nhìn Huyền Minh, trầm giọng hỏi.
Huyền Minh im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu, nói. Cho dù là thuận chuyển thiên niên của Minh Nữ cũng không làm được như vậy. Hơn nữa, lúc trước hắn đột nhiên biến mất, sau đó tay phải xuất hiện từ trong không trung. Ta nghi ngờ đây căn bản không phải là thân pháp huyền kỹ gì. Về phần là gì thì ta cũng không biết, nói chung người này vô cùng quỷ dị, chúng ta cần phải cẩn thận. Hắn đã bị thương, thực lực nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều, tốc độ chắc chắn cũng không lớn bằng trước. Chúng ta đuổi theo, không nên cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng thương. Khi giọng nói của Huyền Minh vừa dứt, hai người đã lập tức biến mất. Tình huống của Dương Diệp lúc này không tốt lắm, lúc trước hắn long biên, phía sau lưng đã hoàn toàn bị rạn nứt, máu tươi nhuộm đỏ cả phía sau lưng. Lúc đó, hắn đã thi triển Tảm Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm vực, còn có một đòn chí mạng, tốc độ kiếm ánh sáng, tuấn giới thạch. Điều này làm cho huyền khí trong cơ thể hắn đã cạn kiệt. Nói chung, lúc này hắn đã nội thương thêm ngoại thương, phía sau còn có hai bán thánh đang đuổi theo, tình hình vô cùng không ổn. Bây giờ hắn căn bản không dám thi triển huyền kỹ lãng phí huyền khí để đánh ra đường nữa, bây giờ, hắn chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể. Qua khoảng chừng hai khắc, hai người phía sau càng lúc càng gần, Dương Diệp càng nhíu chặt lông mày. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác nhiệt độ xung quanh càng và úp càng cao. Chẳng bao lâu, Dương Diệp nghĩ đến một khả năng. Lúc này ta chỉ ít ở dưới vạn trượng trong lòng đất, nhiệt độ càng lúc càng cao, nói cách khác. Trước mặt có khả năng có nham thạch nóng chảy. Ta có U Minh Quỷ Hỏa nên hoàn toàn không khiếp sợ nham thạch nóng chảy, chỉ cần đi vào bên trong nham thạch nóng chảy, có thể không cần lãng phí sức lực để đánh ra đường đi, hơn nữa có nham thạch nóng chảy ngăn cản, có lẽ có thể bỏ rơi được hai người phía sau. Không do dự, Dương Diệp dùng tới số ít huyền khí còn lại trong cơ thể, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Qua khoảng nửa khắc đồng hồ, nhiệt độ càng lúc càng cao. Ngay cả cơ thể của hắn cũng cảm giác hơi nóng, tuy nhiên hắn không dừng lại, trái lại tốc độ càng tăng nhanh. Dương Diệp, chết đi. Đúng lúc này, phía sau Dương Diệp truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Huyền Minh, tiếp theo, một trường ấn năng lượng trong suốt mang theo từng tàn ảnh lập tức đánh vào trên ma năng thuẫn phía sau Dương Diệp. Bành! Một tiếng động lớn vang lên, Dương Diệp cùng ma năng thuẫn trực tiếp bị bắn mạnh về phía trước, khoảng cách giữa ba người lại kéo dài ra. Chỉ có điều đây là Dương Diệp sử dụng vết thương để đổi lấy. Khi ma năng thuẫn hấp thu xong trưởng ấn năng lượng này, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, chưa tới hai lần hít thở, đám người Huyền Minh lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cũng thử một đòn của ta đây. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó một trưởng vỗ vào trên ma năng thuẫn lập tức chợt bạo phát ra một cột ánh sáng màu xanh lam, chỉ nháy mắt đã thấy cột ánh sáng bắn tới trước mặt hai người Huyền Minh. Trước đó ma năng thuẫn đã hấp thu công kích của bán thánh, bởi vậy, lúc này bạo phát ra cột ánh sáng màu xanh lam có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mới vừa xuất hiện, áp lực của năng lượng cường đại lại làm mặt đất xung quanh chấn động sụp xuống. Nếu như là người bình thường, con đường ngầm này sụp xuống thì tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng Dương Diệp cùng hai người Huyền Minh đều không phải là người bình thường. Những bùn đất sụp xuống căn bản không làm ba người bị tổn thương được. Nhìn cột ánh sáng màu xanh lam trong ma năng thuẫn bạo phát ra, Huyền Minh thoáng biến sắc, hắn không nghĩ tới tấm lá chắn này lại có thể phát ra một đòn khủng khiếp như vậy, một đòn này cơ bản không kém gì công kích của bán thánh. Hai người Huyền Minh không dám khinh thường, liên thủ đánh ra một trường, cột ánh sáng kia lập tức bị đánh tan. Mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Đuổi! Hai người hoàn toàn không dừng lại, hóa thành một chùm tia sáng lập tức biến mất. Dương Diệp dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được, ở bức tường đất trước mặt hắn lại có thể là khu vực nham thạch nóng chảy. Nóng, đặc biệt nóng, nhiệt độ kia làm cho cơ thể của hắn cũng thấy không thoải mái. Không hề do dự, tay trái của Dương Diệp lật một lần, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó U Minh Quỷ Hỏa lập tức bao phủ lấy hắn. Làm xong chuyện này, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một đường kiếm khí bắn ra, bức tường đất ở trước mặt hắn ầm ầm sụp đổ. Đầu tiên là một hơi nóng phả vào mặt, tiếp theo, nham thạch nóng chảy này giống như vỡ đê tràn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn chui vào trong nham thạch nóng chảy, nhưng lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Chân phải chợt đạp một cái, toàn thân hắn hóa thành một ngọn lửa đón những nham thạch nóng chảy bắn mạnh tới, chỉ trong giây lát hắn đã bị nham thạch nóng chảy nhấn chìm.
Dương Diệp vừa nhảy vào trong nham thạch nóng chảy thì hai người Huyền Minh lại xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Lúc này trên người hai người có một lồng huyền phía màu vàng, được lồng huyền khí này bảo vệ, những nham thạch nóng chảy kia tuyệt đối không tạo thành tổn thương gì cho hai người Huyền Minh. Sao ở đây lại có thể có nham thạch nóng chảy chứ? Nhìn những nham thạch nóng chảy xung quanh, Huyền Minh cau mày nói, trong giọng nói của hắn lộ ra sự nghiêm trọng hiếm thấy. Lúc này sợ rằng chúng ta đã ba vạn trượng dưới lòng đất. Lão già bên cạnh hắn trầm giọng nói. Huyền Minh nheo mắt, nói. Ngươi nói là chúng ta đã đến hỏa linh tộc sao? Ở thánh địa không phải chỉ có nhân loại, còn có yêu thú, cùng với rất nhiều chủng tộc mà đại lục huyền giả không có. Đương nhiên, trước đây những chủng tộc từ đại lục huyền giả chuyển đến thánh địa cũng bởi vì trấn áp huyền giả nghịch chủng. Có thể nói, giữa những chủng tộc cùng thánh địa được xem như là đồng minh. Nhưng chỉ khi có huyền giả nghịch chủng xuất hiện, những chủng tộc mới có thể liên minh cùng thánh địa. Mà bình thường, những chủng tộc vô cùng căm thù thánh địa, cũng chính là nhân loại. Không có nhân loại tham lam thành tính, bọn họ sẽ không lục đục với nhau. Đối với vài chủng tộc, làm bạn cùng nhân loại còn đáng sợ hơn làm bạn cùng yêu thú. Bởi vì, ngày hôm nay những nhân loại đó còn là bằng hữu của ngươi, nhưng ngày mai có khả năng sẽ đâm một đao vào sau lưng ngươi. Bởi vậy, ngoại trừ số ít chủng tộc ra, các chủng tộc khác bình thường cấm tộc nhân qua lại với nhân loại, cũng cấm nhân loại tới địa bàn của bọn họ. Hỏa linh tộc chính là một chủng tộc vô cùng căm thù nhân loại. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào trong địa bàn của hỏa linh tộc, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không cần thiết, ngươi cũng biết bên trong hỏa linh tộc có rất nhiều người bảo thủ xem ngoại chúng ta như kẻ thù nhân, nếu như ra tay ở trong địa bàn của bọn họ, chúng ta sẽ chịu thua thiệt. Dương Diệp dám một mình bước vào hỏa linh tộc, nếu như bị người hỏa linh tộc phát hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già bên cạnh Huyền Minh trầm giọng nói. Huyền Minh im lặng một lát, sau đó nói. Không được. Không thể để tuấn giới thạch này rơi vào trong tay của hỏa linh tộc được. Còn nữa, Dương Diệp người này có một chút năng lực, người hỏa linh tộc chưa chắc có thể giết được hắn. Nếu như hắn thuận lại chạy trốn khỏi hỏa linh tộc, hắn sẽ thành một phiền toái rất lớn đối với chúng ta, hơn nữa người cùng ta nhất định sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng. Lão già kia kinh ngạc nói. Ngươi muốn xông vào hỏa linh tộc sao? Lúc này Dương Diệp đã bị thương nặng mà không giết hắn. Sau này một khi để cho hắn thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả, chúng ta cũng không có cách nào bắt được hắn. Chúng ta không thể bỏ mất cơ hội này được. Về phần hỏa linh tộc, ta cũng không tin bọn họ dám chống lại thánh địa ta. Huyền Minh nói xong câu này, cơ thể thoáng cái đã di chuyển về phía trước mặt. Lão già kia do dự một lát, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Trong nham thạch nóng chảy. Dương Diệp được U Minh quỷ hỏa bao quanh nhưng toàn thân vẫn đỏ bừng giống như bị đun sôi vậy, nhìn qua rất kinh người. Lúc này tình hình Dương Diệp quả thật có chút không ổn, bởi vì hắn càng vào sâu trong nham thạch nóng chảy, nhiệt độ kia lại càng cao, đến bây giờ, cho dù có U Minh quỷ hỏa bao vây, hắn cũng sắp không chịu nổi nhiệt độ cao này. Cũng may là có U Minh quỷ hỏa tồn tại, hắn mới kiên trì đến bây giờ, nếu không, đừng nói là cơ thể hắn đang bị thương nặng, cho dù đang khỏe mạnh nhất. Chỉ sợ cũng sớm không kiên trì nổi. Ngoại trừ uy hiếp đến từ những nham thạch nóng chảy ra, Dương Diệp còn cảm giác được hai người Huyền Minh cũng bước vào trong nham thạch nóng chảy, hơn nữa đang lấy tốc độ rất nhanh thu ngắn khoảng cách với hắn. Cũng may ở trong nham thạch nóng chảy, hắn sẽ không lưu lại dấu chân cùng khí tức, bởi vậy rất nhiều lần vốn đã bị hai người đuổi sát, nhưng bị hắn tránh được. Tuy nhiên tình hình của Dương Diệp lại càng lúc càng không ổn. Lúc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình dường như cũng bắt đầu bị thiêu đốt vậy, mà ở trên cổ cùng mặt của hắn còn bắt đầu nổi bọt nước, sau đó chóc ra. U Minh quỷ hỏa là linh vật thiên địa, bản thân đã là lửa, trừ khi linh vật cao cấp hơn nó, nếu không ngọn lửa bình thường căn bản đừng mong cắn nuốt được nó. Nhưng lúc này U Minh quỷ hỏa nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi. Sao nham thạch nóng chảy trong thế giới này lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả cơ thể ta có thể sánh ngang với bán thánh cũng không chịu nổi nhiệt độ nóng chảy của nó. Không được, cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị hai người Huyền Minh đuổi kịp, ta cũng sẽ bị nóng chết. Bây giờ ta không có khả năng quay lại, lúc này đường ra duy nhất chính là tốc độ nhanh hơn, xem có thể xông ra khỏi nham thạch nóng chảy này không. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không giữ lại nữa. Phát động số huyền khí còn lại không nhiều trong cơ thể nhờ đá năng lượng siêu phẩm,
ở dưới huyền khí gia tăng, tốc độ của Dương Diệp đột nhiên tăng mạnh. Khoảng chừng qua một giờ, tình hình của Dương Diệp càng lúc càng tệ. Lúc này trên mặt, trên cổ hắn đã nổi đầy những vệt phồng rộp. Hắn không phải không muốn long biến, mà long biến tiêu hao quá nhiều huyền khí, lúc này hắn thiếu nhất chính là huyền khí. Nếu không, cho dù long biến, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại được một lúc, nhưng lâu dài thì cho dù là vảy rồng cũng không chống đỡ được nhiệt độ của những nham thạch nóng chảy này. Thật ra, sở dĩ Dương Diệp tới thánh địa, ngoại trừ lấy kiếm tổ ra thì còn một nguyên nhân khác, đó chính là rèn luyện. Ở đại lục huyền giả, có Mạc Lão cùng Lục Môn bảo bọc, cho dù hắn có thể đi ngang, không ai bất kỳ kẻ nào có thể tổn thương được hắn, nhưng bản thân hắn biết rất rõ điều này sẽ hại hắn. Ở trong nhà ấm sẽ không bồi dưỡng ra được cường giả chỉ có ở trong nghịch cảnh rèn luyện sinh tử, mới có thể càng lúc càng mạnh. Không quan tâm Mạc Lão cùng Lục Môn mạnh tới mức nào, nhưng tất cả đều không phải là thực lực của Dương Diệp hắn, thực lực chân chính của hắn chỉ là một huyền giả cảnh giới tôn giả, cho dù hắn có thể vượt cấp chém giết cảnh giới hoàng giả, thậm chí còn có thể đỡ được vài chiêu của cường giả bán thánh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là cảnh giới tôn giả, nếu như không cần vật bên ngoài, căn bản không có cách nào giao đấu trực tiếp cùng cường giả bán thánh được. Từ rất nhiều năm trước, hắn đã hiểu rõ, con người chỉ có dựa vào mình mới là con đường đúng đắn. Cho nên hắn tới thánh địa. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, vừa tới thánh địa hắn lại phải đối mặt với tình cảnh cùng đường như vậy. Kiên trì, bây giờ Dương Diệp chỉ có thể dựa vào kiên trì, bởi vì nhiệt độ kia làm cho tinh thần hắn cũng bắt đầu xuất hiện sự hoảng hốt, về phần vết bỏng trên người, hắn đã không để ý nữa. Chấm chấm chấm. So với Dương Diệp, tình hình của hai người huyền minh lại tốt hơn nhiều. Hai người là bán thánh. Lấy thực lực của hai người thì những nham thạch nóng chảy này căn bản không tạo thành uy hiếp, nhiều lắm chỉ mang đến cho bọn họ một chút phiền phức mà thôi. Sở dĩ đến bây giờ hai người còn chưa đuổi kịp Dương Diệp, không phải vì tốc độ bọn họ không nhanh bằng Dương Diệp, mà trên người của Dương Diệp căn bản không tản ra khí tức, bởi vậy, hai người huyền minh căn bản không có cách nào dùng thần thức tìm thấy được Dương Diệp. Hơn nữa Dương Diệp lại đang ở trong nham thạch nóng chảy chạy loạn khắp nơi, chính vì vậy. Sau khi hai người từ bước vào nham thạch nóng chảy, đến bây giờ vẫn chưa đuổi kịp Dương Diệp. Đột nhiên, những nham thạch nóng chảy xung quanh hai người huyền minh đột nhiên dừng lại, giống như bị đông cứng vậy. Vẻ mặt hai người huyền minh biến đổi, huyền khí trong cơ thể lập tức điên cuồng phun ra, trên mặt lộ vẻ đề phòng. Ba hỏa nhân được ngọn lửa bao quanh đã xuất hiện ở trước mặt hai người huyền minh. Hai người huyền minh thầm dùng mình, bởi vì ba hỏa nhân này đều là bán thánh. Một hỏa nhân dẫn đầu cầm một ngọn lửa gầm lên phẫn nộ. Bán thánh nhân tộc, chẳng lẽ ngươi không biết quy định của hỏa linh tộc ta sao? Các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của hỏa linh tộc ta là muốn tìm chết sao? Nghe vậy, huyền minh thoáng biến sắc, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhưng hắn không nổi giận mà cố nhịn xuống, nói. Vị này chắc là trưởng lão của hỏa linh tộc sao? Ta là Xích Nguyên, nhân loại bán thánh đừng nói nhảm nữa. Ngươi hãy trả lời vấn đề của ta, nếu không hôm nay hai người người đừng mong được bình yên rời khỏi đây. Hỏa nhân kia tức giận nói. Huyền Minh nén lửa giận trong lòng, nói. Hai chúng ta không cố ý mạo phạm hỏa linh tộc, sở dĩ chúng ta xông vào hỏa linh tộc là bởi vì đang đuổi giết một nhân loại cấu kết cùng huyền giả nghịch trùng thôi. Người này xông vào trong hỏa linh tộc, bởi vậy, hai chúng ta mới xông vào, mong rằng Xích trưởng lão tạo điều kiện. Một khi chúng ta bắt được người kia sẽ lập tức rời đi. Cấu kết cùng huyền giả nghịch chủng sao? Trong giọng nói của Xích Nguyên lộ vẻ nghiêm trọng cùng tức giận. Nhân tộc cấu kết huyền giả nghịch chủng, không thể nghi ngờ đây là đang phản bội lại tất cả chủng tộc của Thánh Địa. Nếu người như thế thật sự chạy đến hỏa linh tộc, bất kể như thế nào hỏa linh tộc cũng phải ra tay trợ giúp. Nghe được Xích Nguyên nói vậy, hai người huyền minh nhất thời vui mừng, nếu có hỏa linh tộc trợ giúp, vậy Dương Diệp hẳn chắc chắn phải chết. Xích Nguyên giơ tay phải lên, quả cầu lửa trong tay hắn nhanh chóng lưu chuyển, một tia ngọn lửa giống như tấm lưới bao phủ bốn phía xung quanh. Một lát sau, những tia lửa lại trở lại bên trong quả cầu lửa trong tay hắn, hắn trầm giọng nói. Ta không điều tra ra được tung tích của người kia, thật là đáng chết, nhân tộc ngươi tự nhiên có một bán thánh thực lực mạnh mẽ như vậy cấu kết với huyền giả nghịch trùng. Ở trong thế giới nham thạch nóng chảy này. Lấy thực lực của hắn lại không có cách nào điều tra ra một người, vậy chỉ có một giải thích, thực lực của đối phương vượt xa hắn. Chí ít hắn cho là như vậy. Vẻ mặt huyền minh có chút không được tự nhiên,
do dự một lát mới nói. Xích trưởng lão, người kia cũng không phải là bán thánh, mà chỉ một huyền giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Nói xong câu đó, Huyền Minh cảm giác mặt mình nóng hừng hực. Xích Nguyên ngẩn người, sau đó nói. Huyền giả cảnh giới tôn giả à? Nhân loại, người đang đùa bỡn bản trưởng lão sao? Hắn quả thật chỉ là một cảnh giới tôn giả, chẳng qua người này có chút đặc biệt. Huyền Minh giải thích. Đặc biệt, bà ngoại ngươi đặc biệt thì có. Xích Nguyên đột nhiên nổi giận mắng. Một huyền giả cảnh giới tôn giả lại có thể chạy trốn được dưới sự liên thủ của hai vị bán thánh, còn có thể lấy thực lực của cảnh giới tôn giả đi tới trung tâm địa bàn của hỏa linh tộc ta à? Nhân loại, người tưởng hỏa linh tộc ta là người ngu sao? Huyền Minh. Chấm chấm chấm. Ta thấy bọn họ tới hỏa linh tộc nhất định là có bí mật không thể cho ai biết. Một hỏa nhân bên cạnh Xích Nguyên đột nhiên trầm giọng nói. Hỏa cầu trong tay Xích Nguyên nhanh chóng chuyển động, nói. Nhân loại, để tình huyền giả nghịch trùng xuất hiện, bây giờ cút ra khỏi địa bàn của hỏa linh tộc ta, ta đại nhân đại lượng sẽ không tính toán với ngươi, nếu không ngày hôm nay ta sẽ hỏa táng ngươi. Vẻ mặt hai người Huyền Minh khó coi tới cực điểm. Trong mắt Huyền Minh đầy lửa giận, người của thánh địa có khi nào bị người bắt nạt như vậy chứ? Tuy nhiên lý trí lại nói cho hắn biết, nếu bọn họ ra tay ở đây sẽ hoàn toàn không có phần thắng. Hơn nữa một khi phát sinh xung đột giữa thánh địa cùng hỏa linh tộc, vậy một hộ pháp như hắn sẽ không gánh nổi hậu quả kia đâu. Nghĩ đến đây, Huyền Minh trầm giọng nói. Xích Nguyên, mặc dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng thực lực bản thân hắn lại không chỉ là cảnh giới tôn giả, hắn ở trong tộc của ngươi, sau này hỏa linh tộc người nhất định sẽ tự mình ăn lấy quả đắng thôi. Ngươi bớt thả dám đi. Xích Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng, nói. Một huyền giả cảnh giới tôn giả sẽ uy hiếp tới hỏa linh tộc ta sao? Đầu người bị cửa kẹp sao? Ta thấy người có âm mưu không tốt với hỏa linh tộc ta thì có. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức lăn, nếu không lão tử cho ngươi không còn cho cốt luôn. Huyền Minh thấy nghẹn trong ngực, thiếu chút nữa thì tức tới ngũ tạng lục phủ cũng lệch vị trí rồi. Có người các ngươi sẽ phải hối hận. Huyền Minh lạnh lùng liếc nhìn mấy người Xích Nguyên. Sau đó hắn cùng lão già bên cạnh chấp hiện và biến mất khỏi nham thạch nóng chảy. Hai người Huyền Minh đi rồi, lão già bên cạnh Xích Nguyên trầm giọng nói. Xích Nguyên, ta thấy sau này tốt nhất nên phái người canh giữ ở bên ngoài, nếu không những nhân loại kia chạy vào cũng không biết. Xích Nguyên lạnh lùng nói. Gần đây những nhân loại này thật đúng là càng lúc càng càn rỡ, huyền giả nhân loại lẻn vào nham thạch nóng chảy dưới lòng đất vì hỏa tinh thạch của hỏa linh tộc ta đã càng ngày càng nhiều. Xem ra, lúc trước chúng ta vẫn quá nhân từ. Từ nay về sau, hễ gặp phải huyền giả nhân loại tới trộm hỏa tinh thạch, không cần xua đuổi nữa, cứ trực tiếp giết đi. Đáng lẽ ra nên sớm làm như thế rồi. Lão già bên cạnh Xích Nguyên cũng đồng ý nói. Chấm chấm chấm. Lúc này Dương Diệp cảm giác đầu mình choáng váng, rất nặng nề giống như đổ chỉ vậy. Trên người, trên mặt hắn đã bắt đầu bị chóc ra, máu chảy đầm đìa, nhìn qua giống như một người máu. Rất khủng khiếp. Nếu là người bình thường, cho dù cơ thể có thể kiên trì, tinh thần cũng không thể kiên trì nổi, bởi vì nhiệt độ này thật sự quá khủng khiếp. Bây giờ, hắn chẳng qua chỉ dựa vào ý chí. Ý chí mạnh mẽ làm cho hắn theo bản năng đi về phía trước, đúng vậy, lúc này hắn không phải đang bay, mà là đang đi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp ngã xuống. Mà không bao lâu, một nữ tử đột nhiên từ trong nham thạch nóng chảy phía xa đi ra. Nữ tử này khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt hạnh, làn da trắng như ngọc, trên người mặc một bộ áo giáp mềm màu đỏ, áo giáp ôm gọn lấy dáng người nhỏ nhắn của nàng, càng tôn lên dáng vẻ kiều diễm, quyến rũ, nóng bỏng như lửa. Ở trong hai tay của nàng còn cầm hai cái búa sắt lớn màu đỏ, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ của nàng. Cái búa sắt kia phải to bằng bầu của hai người trưởng thành. Chúng được bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cầm, nhìn có vẻ hơi kỳ quái. Nữ tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp, khi thấy U Minh quỷ hỏa bao quanh trên người của Dương Diệp, nàng khẽ nhướng mày, nói. Thiên địa linh hỏa à? Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp, chân mày lập tức nhíu lại, nói. Cảnh giới tôn giả sao? Lại như vậy, nàng cứ im lặng nhìn Dương Diệp một lát, trong mắt do dự hồi lâu, sau đó nói. Mà thôi, là người đi. Nói xong, tay phải của nàng vẫy một cái. U Minh quỷ hỏa lập tức hóa thành một ngọn lửa nhỏ rơi vào trên tay nàng,
lúc đầu U Minh Quỷ Hỏa còn phản kháng, nhưng không biết nàng làm gì, chẳng bao lâu, U Minh Quỷ Hỏa đã yên lặng. Cho dù U Minh Quỷ Hỏa bị nàng thu vào, nhưng Dương Diệp lại không có việc gì, bởi vì chẳng biết tại sao những nham thạch nóng chảy này tự nhiên vòng qua Dương Diệp, khiến cho chỗ không gian của Dương Diệp không có bất kỳ nham thạch nóng chảy nào. Sau khi thu hồi U Minh Quỷ Hỏa, ánh mắt của nàng lại nhìn tới nhẫn chứa vật của Dương Diệp, nàng không do dự, tay phải rạch một cái, chiếc nhẫn này lập tức bay ra khỏi ngón tay của Dương Diệp, rơi vào trên tay của nàng. Nhìn tướt qua chiếc nhẫn, nữ tử tại nhíu mày, nói. Thật đúng là một quỷ nghèo, chỉ có ít đồ nát như vậy, xem ra ngươi cũng chỉ may mắn mới có thể nhận được thiên địa linh hóa. Nói xong, đột nhiên ánh mắt nàng rơi vào trên vỏ kiếm cổ trong tay trái của Dương Diệp. Khi nhìn thấy vỏ kiếm cổ, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thò tay vẫy một cái, vỏ kiếm cổ đã rơi vào trên tay nàng. Quan sát vỏ kiếm cổ, vẻ kinh ngạc trong mắt nàng lại càng tăng thêm, nói. Thứ này thoạt nhìn hình như không tệ, nhưng vì sao không có kiếm nhỉ? Thôi đi. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Sau này mấy thứ này đều là của ta, coi như làm sính lễ của ngươi. Bây giờ ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không phản đối, chúng ta lại quyết định như vậy đi. 1, 2, 3. Nữ tử kia tươi cười, nói. Được rồi, người không phản đối, ta coi như người đáp ứng. Ừ, sau này người chính là phu quân của tiểu man ta. Nói xong, nữ tử kia thò tay ra nắm lấy Dương Diệp, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lập tức biến mất. Chấm chấm chấm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thần trí của Dương Diệp mới khôi phục lại. Hắn mơ hồ hắn nghe được có tiếng nói. Tiểu man, đây là nam nhân nàng tìm về sao? Tại sao mới chỉ là cảnh giới tôn giả thôi? Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn nửa chết nửa sống như vậy, vừa nhìn cũng biết là một cơ thể không tốt rồi. Tiểu man, nàng tìm nam nhân thì phải cẩn thận một chút, nếu không, không thể hạnh phúc được đâu. Đúng vậy, tiểu man, cho dù hỏa linh tộc chúng ta có hơi ít nam nhân, nhưng nàng cũng không thể làm mình phải chịu oan ức như vậy được. Nàng xem thử, cơ thể nam nhân này gầy gò nhỏ nhắn như vậy, thực lực lại thấp như vậy. Đừng nói là làm cho nàng được hạnh phúc, có thể cho trưởng lão Xích Nguyên ôm cháu hay không cũng là một vấn đề lớn đấy. Tiểu man, cho dù thực lực của tỷ tỷ không bằng muội, nhưng về khoản tìm nam nhân thì 10 muội cũng không phải là đối thủ của tỷ tỷ. Đừng nói những nam nhân trước đây của tỷ tỷ, muội xem thử nam nhân của tỷ tỷ bây giờ đi, hình thể này, bộ dáng kia, chà chà. Còn nữa, nam nhân của tỷ tỷ bây giờ tuổi còn trẻ nhưng đã là cảnh giới hoàng giả rồi. Nếu để cho hắn đến thánh địa, có lẽ còn có thể tiến vào trước 10 của thánh bảng đấy. Bành! Dương Diệp nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất nổ lớn, tiếp theo có giọng nói của một nữ tử vang lên gần tai hắn. Có phải là ngứa ra hay không? Có muốn lão tử đấm cho các người vài cái không? Lời này vừa nói ra, Dương Diệp không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Mà lúc này, một cảm giác mệt mỏi kéo tới, Dương Diệp lại ngất đi. Mấy ngày sau, Dương Diệp cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói. Ngươi đã tỉnh rồi. Dương Diệp nghe tiếng thì nhìn lại, thấy một nữ tử đang ngồi ở bên giường nhìn hắn, ở hai bên người nàng là hai cái búa sắt rất lớn màu đỏ. Không cần phải nói, chắc nữ tử trước mắt đã cứu mình. Dương Diệp vừa định đứng dậy, nhưng cảm giác cơ thể bị xé rách lập tức lan khắp người hắn, làm cho hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lúc này, đôi tay ngọc đặt ở trên ngực của hắn, chỉ thấy nữ tử kia cau mày nói. Người bị thương rất nghiêm trọng, không chỉ có ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, sức sống bên ngoài cơ thể còn thiếu chút nữa bị hủy không còn, bây giờ ngươi tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không thánh giả cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng kiểm tra trong cơ thể, phát hiện đúng như lời nàng nói, lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể hắn giống như bị lột da vậy. Vừa động một cái lại giống như đao cắt. Ngươi đến tìm hỏa tinh à? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp có phần sững sờ, nói. Hỏa tinh, đó là vật gì? Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, thấy hắn không giống giả vờ lại lập tức nói. Nếu không phải ngươi đến tìm hỏa tinh, vậy tại sao lại chạy đến hỏa linh tộc chúng ta tới? Hỏa linh tộc? Dương Diệp cau mày nói. Hỏa linh tộc thì là tộc gì vậy? Nữ tử thò tay sờ vào trán của Dương Diệp, nói. Ngươi sẽ không là nóng đầu tới hỏng rồi chứ?
Dương Diệp. Một lát sau, nghe nữ tử giải thích xong, Dương Diệp đã hiểu rõ bản thân mình đang ở đây. Bây giờ hắn ở mấy vạn trượng dưới lòng đất này có một chủng tộc sinh sống, chính là hỏa linh tộc. Nói đơn giản một chút, đây chính là một thế giới dưới đất. Về phần những nham thạch nóng chảy màu, lại là tấm lá chắn để hỏa linh tộc ngăn cản nhân loại cùng với chủng tộc khác. Lướt qua tấm lá chắn này lại đi tới thế giới của hỏa linh tộc, mà ở thế giới này không khác mấy với thế giới trên mặt đất. Không nên suy nghĩ nhiều, sau này ngươi cố gắng sống ở đây, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nữ tử đột nhiên nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, sau đó nói. Cảm ơn cô nương đã cứu mạng, ngày khác Diệp Dương ta nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, hắn do dự một lúc, sau đó nói. Không biết cô nương có thể nhìn thấy một linh vật của ta, còn có một thanh vỏ kiếm cổ không? Vừa tỉnh táo lại, hắn đã phát hiện U Minh quỷ hỏa không có ở đây, nhẫn chứa vật cũng vậy, vỏ kiếm cổ cũng mất. Nhẫn chứa vật thì không tính là gì, dù sao những thứ tốt hắn đều để ở bên trong Hồng Mông Tháp. Chủ yếu nhất là vỏ thanh kiếm cổ này, không thể làm mất thứ này được, còn có U Minh quỷ hỏa nữa. Ngọn lửa này ở cùng hắn lâu như vậy, mặc dù bây giờ không có tác dụng lớn với hắn, nhưng đó lại là do Mạc lão đưa cho mà. Diệp Dương à! Nữ tử khẽ gật đầu, nói. Ba thứ đó đều ở chỗ của ta. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong phút chốc, lời nàng nói lại làm tim hắn nhảy vọt lên. Ba thứ kia cũng là của ta. Dương Diệp sửng sốt, nói. Vì sao? Nữ tử nói. Bởi vì ta muốn cưới người, ba thứ kia coi như là xính lễ của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng xính lễ, bản thân ta cũng sẽ gây ra đồ tốt nhất của ta cho ngươi. Nói chung, ngươi chắc chắn sẽ không thiệt. Cưới ta, đồ cưới, Dương Diệp trợn tròn mắt, cảm giác đầu óc không thể suy nghĩ được. Nữ tử khẽ gật đầu, nói. Hỏa linh tộc chúng ta nữ nhiều nam ít, vì không để cho hỏa linh tộc chúng ta bị diệt sạch. Bởi vậy, hỏa linh tộc chúng ta quyết định thông hôn cùng tộc bên ngoài. Tuy nhiên tộc bên ngoài phải ở rể hỏa linh tộc chúng ta, bởi vậy, nữ tử của hỏa linh tộc chúng ta sẽ thường đi tới mặt đất bắt người đàn ông nhân loại tới ở rể. Ta vốn chuẩn bị ra ngoài lại gặp phải ngươi, cho nên quyết định chính là ngươi. Dương Diệp sửng sốt một lát, sau đó cười gượng, nói. Cô nương này, ý tốt của cô nương, ta xin nhận, nói chung, ta đã có thê thất. Cho nên... Đột nhiên, giọng nói của Dương Diệp ngừng lại, bởi vì nữ tử vốn bình tĩnh lại đột nhiên trở nên hung bạo, sau đó một búa sắt đã lao tới cách mặt Dương Diệp chỉ có 3 phân, cái búa sắt kia có áp lực mạnh mẽ làm chiếc giường Dương Diệp đang nằm chấn động, lập tức nứt ra. Cho nên ngươi muốn từ chối ta, phải không? Giọng nói của nữ tử lạnh thấu xương. Dương Diệp! Ngươi muốn cũng phải cưới, không muốn cũng phải cưới. Bỏ lại những lời này, nữ tử kia xoay người rời đi. Để lại Dương Diệp với vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, cho dù hành vi của nữ tử này có chút khác thường, nhưng trong lòng hắn lại không thấy ác cảm với nàng, dù sao đối phương cũng đã cứu hắn. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, bị ép cưới, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, sẽ có một ngày loại chuyện này lại xảy ra ở trên người mình. Về phần đưa U Minh quỷ hỏa cùng vỏ kiếm cổ, U Minh quỷ hỏa cho đối phương, thật ra cũng không phải là không thể được. Chẳng qua hắn là nhất định phải cầm vẻ thanh kiếm cổ này về. Đương nhiên, bây giờ dưỡng thương mới là quan trọng nhất với hắn. Lúc này, trong cơ thể hắn đã có rất nhiều huyền khí màu tím, hắn chậm rãi phát động huyền khí màu tím trong cơ thể chảy về phía kinh mạch các nơi, được huyền khí màu tím chữa trị, tình trạng vết thương bên trong cơ thể hắn lập tức dần dần tốt lên. Dựa theo loại tốc độ này, tối đa 3 ngày là ta lại có thể khôi phục được 5 phần thực lực. Thân ở nơi đất khách. Chỉ có thực lực mới có thể làm cho hắn yên tâm. Cho nên, việc cấp bách của hắn là làm cho mình khôi phục lại thực lực, sau đó tìm cơ hội rời khỏi hỏa linh tộc. Cho dù hỏa linh tộc cứu hắn, nhưng dù sao ở đây cũng là thánh địa, nếu để cho đối mới biết được thân phận thật sự của hắn, có lẽ tình hình sẽ không ổn lắm. Ở trong lúc hắn tu luyện và dưỡng thương, nữ tử kia lại tới mấy lần, tặng cho hắn các loại đồ chữa thương. Từ những lời đối phương nói chuyện, hắn cũng hiểu nhiều hơn về hỏa linh tộc này. Nữ tử này tên là Tiểu Man, nàng là cháu gái của trưởng lão hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc rất ít đàn ông, ít vô cùng, tỷ lệ nam nữ chỉ còn là 3 trên 7. Bởi vậy, hỏa linh tộc chỉ có thể để cho nữ tử trong tộc thông hôn cùng người tộc bên ngoài,
để hỏa linh tộc không đến mức xuất hiện nguy cơ bị diệt tộc. Đương nhiên, ý thông hôn không phải là nữ tử hỏa linh tộc gả ra ngoài, mà để đàn ông bên ngoài, gả, vào. Địa vị của đàn ông ở bên ngoài, gả, vào hỏa linh tộc có hơi thấp, bởi vì từ trên trình độ nào đó, bọn họ chẳng qua chỉ làm cho nữ tử của hỏa linh tộc sinh con cháu mà thôi. Hơn nữa một khi đàn ông bên ngoài được, gả, vào, không được nữ tử hỏa linh tộc cho phép, sẽ không thể tự ý rời đi. Về phần loại tình huống muốn chạy trốn cũng đã từng xuất hiện, nhưng rất nhanh sẽ có ít nhất 5 bán thánh trở nên sẽ đuổi theo giết ngươi. Trong lúc Tiểu Man nói với Dương Diệp những lời này, trong giọng nói của nàng rõ ràng có ý cảnh cáo. Vì sao nàng lại chọn ta? Trong gian phòng, Dương Diệp vừa chữa thương vừa hỏi Tiểu Man đang ở trước mặt hắn. Tiểu Man cầm một linh quả trong suốt đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đưa linh quả tới trước miệng của Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn vào, bởi vì không ăn, kết quả chính là bị nàng ép ăn. Thấy Dương Diệp ngoan ngoãn ăn linh quả, Tiểu Man thỏa mãn khẽ gật đầu, lúc này mới nói. Nữ tử hỏa linh tộc 18 tuổi lại phải kết hôn sinh con, nhưng lão tử. Nói đến đây, Tiểu Man liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nghe nói nhân loại các ngươi đều thích nữ nhân dịu dàng, có phải thế không? Dương Diệp cười gượng, nói. Vậy thì cũng không nhất định, dù sao nàng không cần thiết phải thay đổi vì ai cả, cứ làm chính mình là được rồi. Bộp! Tiểu Man đột nhiên vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, trong mắt xuất hiện ánh cười, nói. Cho dù thực lực của ngươi có hơi thấp, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây kết hôn với ta, ngươi yên tâm, cho dù thực lực của ngươi kém, nhưng có ta ở đây, không người nào dám bắt nạt ngươi. Dương Diệp. Tiểu Man lại nói. Về phần vì sao ta chọn ngươi à, ta cũng không biết, ngược lại gặp ngay phải ngươi, lại thấy ngươi thuận mắt, cho nên chọn ngươi thôi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu Man cô nương, miễn cưỡng ép hai người kết hợp như vậy chắc chắn sẽ không hạnh phúc đâu. Chỉ khi nàng yêu một nam nhân, sau đó ở cùng với hắn, như vậy mới hạnh phúc, hiểu chưa? Đối phương có ơn cứu mạng hắn, hắn sẽ báo đáp ân tình này, nhưng trời biết, hắn chưa từng nghĩ tới phải lấy thân báo đáp. Yêu à? Tiểu Man nhíu mày, nói. Đó là gì vậy, có thể ăn được sao? Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tiểu Man vỗ nhẹ vào bả vai hắn nói. Ở hỏa linh tộc chúng ta, nữ nhân coi trọng một nam nhân thì kéo về là được. Bây giờ ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, cho nên chúng ta lại tạm thời chấp nhận đi. Nếu không, lão nhân sẽ giết chết ta mất. Về phần chuyện khác, ngươi cũng đừng nghĩ tới, dù sao có nghĩ cũng vô dụng thôi. Ai bảo thực lực của ngươi thấp như vậy, ta đánh một quyền cũng có thể đánh ngã người rồi. Dương Diệp. Tiểu Man không quan tâm tới hắn, nhéo nhéo ở trên người hắn vài cái. Trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, nói. Không nhìn ra cơ thể người kém như vậy, nhưng năng lực chữa trị lại rất mạnh. Ta còn tưởng rằng phải mất nửa tháng, người mới có thể hoạt động bình thường. Hiện tại xem ra, qua một ngày nữa thì người đã có thể hoạt động tự nhiên rồi. Cũng tốt, như vậy chúng ta lại có thể sớm thành hôn. Ở trong ánh mắt bất đắc dĩ của Dương Diệp, Tiểu Man cầm theo hai búa sắt đi ra khỏi phòng. Dương Diệp tiếp tục chữa thương. Nhưng một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thấy một nữ tử đi vào phòng. Nếu như Tiểu Man có chút ngây ngô giống như quả táo xanh, vậy nữ tử này lại giống như quả đào mật chín. Cơ thể nàng mềm mại không nhỏ nhắn, mà là đầy đặn, vô cùng đầy đặn. Nàng ăn mặc cũng có phần hở hang, bên trên chỉ có một tấm da che lại hai điểm quan trọng trước ngực, các vị trí còn lại đều để lộ. Hơn nữa ngực nàng lớn như quả dưa hấu, bởi vậy tấm che ngực kia cũng như muốn rách ra vậy. Phía dưới lại càng lộ hơn, chỉ có một cái váy bằng lụa mỏng, hơn nữa còn trong suốt. Có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong chiếc váy là một mảnh vải màu đỏ. Mảnh vải màu đỏ này rất nhỏ, rất ngắn, quan trọng nhất cũng gần như trong suốt, bởi vậy, nếu có người cẩn thận nhìn chằm chằm vào một chỗ, lại sẽ phát hiện ra một phong cảnh khác. Sau khi nàng ta vào cửa, ánh mắt lập tức nhìn về phía trên người của Dương Diệp, sau đó cười quyến rũ, chậm rãi đi về phía hắn. Theo bước đi của nàng, hai phần cực lớn trước ngực nàng lập tức lay động, dường như trong phút chốc lại muốn tránh thoát khỏi tấm da che ngực mỏng manh kia. Trong lúc nữ tử đi chậm rãi, nhìn đầy vẻ quyến rũ, lại thêm dáng người đầy đặn kia đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Tuy nhiên Dương Diệp chỉ nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt,
hắn có kiếm tâm thông minh, chỉ cần hắn bằng lòng, hắn sẽ không trúng bất kỳ mỹ thuật nào quyến rũ. Nhìn thấy Dương Diệp không bị mình mê hoặc, trong mắt nữ tử hiện lên một sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt nàng càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó ngồi ở vị trí của tiểu man lúc trước, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hai chân hơi mở ra, nếu như Dương Diệp nhìn qua, lại có thể vừa vặn nhìn thấy phong cảnh giữa hai chân của nàng ta. Khanh khách, nữ tử đột nhiên nũng nịu cười, nói. Mấy ngày trước bộ dạng tiểu ca ngươi có lẽ thực sự hơi khó coi, không nghĩ tới khi vết thương của ngươi tốt lên, dáng vẻ tự nhiên cũng không tệ lắm, chẳng qua không biết phương diện kia thế nào. Ái chà, mắc cỡ chết người. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được một lực lượng đặc biệt đang bao phủ lấy hắn, làm cho thân thể hắn tự nhiên có chút nóng nảy. Nữ nhân này đang thi triển mỹ thuật với hắn. Nếu là trước đây, hắn đã sớm chém tới một kiếm. Nhưng bây giờ hắn lại không thể làm được. Bởi vì nữ nhân trước mắt này là cường giả cảnh giới hoàng giả. Dùng cách nói của tiểu man chính là, người ta đánh một quyền lại có thể đánh ngã hắn. Nhìn thấy hai mắt Dương Diệp vẫn khép hờ, nữ tử kia càng thêm kinh ngạc. Nàng đột nhiên sán lại gần Dương Diệp hơn, hắn chợt thấy có làn gió thơm phả vào mặt. Làn gió thơm này cũng có vấn đề, bởi vì cảm giác nóng này được hắn mạnh mẽ ép xuống lại lập tức xuất hiện. Dương Diệp đột nhiên mở mắt nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta hơi ngân người ra, bởi vì ở trong mắt Dương Diệp, nàng ta không nhìn thấy thứ mình nghĩ. Trong mắt Dương Diệp hoàn toàn tỉnh táo. Nữ tử ngẩn người, sau đó cười quyến rũ, nói. Tiểu ca thật sự làm cho tỷ tỷ thấy kinh ngạc. Nói xong, nàng lại sân lại gần Dương Diệp hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cm, hai bên hít thở cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nữ tử nhìn Dương Diệp, quyến rũ nói. Tiểu man chỉ là một xử nữ chưa biết chuyện đời, loại nữ tử như vậy chắc chắn sẽ không làm cho tiểu ca vui sướng được. Không giống tỷ tỷ, bản thân tỷ tỷ đã trải qua trăm trận chiến, ngươi đi theo tỷ tỷ bảo đảm ngươi cả ngày lẫn đêm đều không muốn xuống giường. Lẽ nào tiểu ca lại không muốn thử cảm giác này một chút sao? Đột nhiên, tay phải Dương Diệp chộp về phía cổ của nàng ta, nhưng rất nhanh, tay hắn đã bị một bàn tay ngọc nắm được. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Lúc này, thực lực của hắn không được ba phần lúc đầu, nội thương ngoại thương còn chưa hoàn toàn lành hẳn nên căn bản không phải là đối thủ của một cường giả cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn điên loan đảo phượng cùng nữ tử này. Nhưng hắn tin tưởng sâu sắc, nếu hắn làm như vậy, tuyệt đối sẽ chết thế nào cũng không biết. Vô duyên vô cớ có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ sao? Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối có mục đích gì đó, nếu không cũng sẽ không vừa vào đã thi triển mỹ thuật với hắn. Cho dù nữ tử này nắm tay của Dương Diệp, nhưng trong mắt nàng lại kinh ngạc, bởi vì tốc độ cùng lực lượng của Dương Diệp tuyệt đối không giống với huyền giả cảnh giới tôn giả. Hơn nữa lúc này còn là ở dưới tình trạng Dương Diệp đang bị thương nặng. Nữ tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nhoẻn miệng cười, nói. Xem ra tỷ tỷ vẫn có chút coi thường tiểu ca, chắc hẳn tiểu ca cũng không phải là một người bình thường trên mặt đất. Tuy nhiên vậy càng tốt, tỷ tỷ ấy à, thích nhất loại người có thiên phú dị bẩm cùng thực lực như vậy, hy vọng tiểu ca ở phương diện kia đừng khiến cho tỷ tỷ thất vọng mới tốt, khanh khách. Nữ tử nói xong, bàn tay còn lại ấn ở trong ngực của Dương Diệp, tay ngọc thuận thế hạ xuống, cuối cùng đi tới giữa hai chân của Dương Diệp. Dương Diệp không phải là người không có dục vọng, tất nhiên sẽ có phản ứng. Cho dù cơ thể có phản ứng, nhưng ý thức của hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Nhận thấy được phản ứng của Dương Diệp, vẻ tươi cười cùng mỹ ý trên mặt nữ tử càng lộ rõ, nói. Tiểu ca, sống, cũng không tệ lắm, chỉ không biết có phải là thương bạc đầu sáp hay không thôi. Nói xong, bàn tay mềm mại không xương kia bắt đầu chậm rãi chuyển động. Theo bàn tay của nữ tử kia chuyển động, nơi đó của Dương Diệp càng thêm cứng rắn, vẻ mặt nàng ta cũng thoáng ửng đỏ, tươi như hoa đào ba tháng. Ở trong mắt nàng đầy ánh nước xuân. Bầu không khí có chút mờ ám. Tay của nữ tử này càng lúc càng nhanh, hơi thở của hai người càng lúc càng nặng nề. Phù Cẩm Tiên, người đâm đầu vào chỗ chết. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hét đầy phẫn nộ. Tiếp theo, một cây búa sắt màu đỏ thẫm lướt qua không khí, lập tức tới phía sau lưng nữ tử trước mặt Dương Diệp. Nữ tử kia thoáng biến sắc, mỹ ý trong mắt lập tức chuyển thành lạnh lùng, đồng thời tay ngọc của nàng ta ngừng lại, xoay người lật một cái,
một sợi dây màu hồng phấn bắn ra nhanh như điện chớp, và xê đê hạm cùng cây búa kia. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, sợi dẫn cùng cái búa đỏ đồng thời bay ngược về phía sau. Tiểu Man nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng. Nữ tử liếc nhìn Tiểu Man, trong mắt có chút kiêng kỵ, nhưng chẳng bao lâu, nàng ta đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Hóa ra là Tiểu Man à, tỷ tỷ nhưng không có ác ý gì, chẳng qua là muốn thay muội xem thử khả năng của nam nhân này lâu tới đâu thôi. Khanh khách, cũng không tệ lắm, ở trên tay tỷ tỷ lại có thể kiên trì lâu như vậy, còn tốt hơn những nam nhân trước đây của tỷ nữa. Tiểu Man, muốn đúng là có phúc đấy. Hai tay Tiểu Man nắm thật chặt đôi búa sắt, sát ý trong mắt điên cuồng phun ra, nữ tử kia lại lộ ra vẻ mặt đề phòng, cũng âm thầm vận chuyển huyền khí, bầu không khí có chút khẩn trương. Một lát sau, Tiểu Man đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Phù Cẩm Tiên, nam nhân này là của ta, không cho ngươi có ý đồ với hắn, nếu không, ta nhất định sẽ đập nát đầu ngươi. Phù Cẩm Tiên lạnh lùng cười, nói. Nếu như bản thân ngươi không giữ được, vậy cũng đừng trách ta. Phù Cẩm Tiên. Tiểu Man nhìn chằm chằm vào Phù Cẩm Tiên, nói. Nếu ngươi còn nói một câu nữa, hôm nay lão tử lại dùng hai múa của ta, đập nát bộ ngực to như quả dưa hấu kia của ngươi, ngươi có tin hay không? Lúc này cả người Tiểu Man tản ra ngọn lửa màu đỏ rực, hai cái búa sắt xoay tròn trên tay nàng. Nhìn Tiểu Man như vậy, khóe miệng Phù Cẩm Tiên khẽ giật, nhưng không dám nói gì nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Man, sau đó lại liếc nhìn Dương Diệp, lúc này mới xoay người rời đi. Sau khi Phù Cẩm Tiên rời đi một lát, tâm tình Tiểu Man mới bình tĩnh trở lại được, cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp vẫn ngồi ở trên giường, nói. Nếu như ta tới muộn một lát thôi, người sẽ chết, người biết không? Vì sao? Dương Diệp giọng nói rất bình tĩnh. Tiểu Man nói. Nàng thích nhất là trong chớp mắt khi nam nhân vui sướng nhất, sau đó. Nói đến đây, tay nàng làm một động tác cắt, nói. Sau đó chặt đứt gốc rễ của các ngươi. Dương Diệp không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, bởi vì với tình trạng của hắn lúc này, nếu như đối phương thật sự muốn làm như vậy, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Diệp hỏi. Ta với nàng không thù không oán, vì sao nàng phải nhằm vào ta như thế? Đây là chỗ hắn thấy nghi ngờ nhất, bởi vì hắn thật sự mới chỉ gặp đối phương lần đầu tiên, giữa hai bên căn bản không có bất kỳ thù hận nào. Nhưng đối phương lại muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu Man trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Chỉ cần là đàn ông nhân loại, nàng đều muốn làm như vậy. Dương Diệp không muốn hỏi, lập tức nói. Ta sẽ giết nàng. Hắn không biết vì sao đối phương hận nhân loại, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết vừa rồi nữ nhân này đã thiếu chút nữa làm cho hắn trở thành thái giám. Nàng là đường tỷ của ta. Tiểu Man bỗng nhiên nói. Dương Diệp sửng sốt. Nhưng hắn nhanh chóng nói, ta vẫn giết nàng. Tiểu Man liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nàng là một người đáng thương. Nàng đã từng cùng phu quân còn có nhi tử lên mặt đất du ngoạn, nhưng gặp phải người của nhân tộc, những người kia giết phu quân và cả nhi tử của nàng, đồng thời còn sỉ nhục nàng. Từ đó về sau, nàng sống sót cũng chỉ vì báo thù. Cho nên, nàng ở trên mặt đất nhìn thấy người nhân tộc thì sẽ giết. Cuối cùng, gia gia ta sợ nàng ở nhân tộc gặp gỡ cường giả nhân tộc, cho nên từ đó về sau cấm nàng ra khỏi hỏa linh tộc. Dương Diệp ICM lặng. Tiểu Man giơ cây búa trong tay lên cao, nói. Nàng là cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm, ta cũng là cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm, nhưng nàng đánh không nổi. Ta cũng không muốn đánh nàng, bởi vì trước đây nàng đối xử với ta rất tốt. Quan trọng nhất là ngươi căn bản đánh không nổi nàng, ngươi muốn tìm nàng báo thù thì chính là đi chịu chết thôi. Cho nên, chuyện lần này hãy bỏ qua đi, có được không? Dù sao ngươi cũng không thiệt, ta lại không tính toán. Dương Diệp rất bất đắc dĩ, hắn xem như đã hoàn toàn bị tư duy kỳ quái của Tiểu Man này đánh bại rồi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Tiểu Man nói. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó nói. Nếu như nàng còn muốn đối phó với ta thì sao? Tiểu Man vỗ nhẹ vào ngực mình, hào khí vượt trời nói. Đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Dương Diệp. Tiểu Man lại nói. Tuy nhiên ngươi vẫn quá yếu, hơn nữa ta lại không thể thường ở bên cạnh ngươi để bảo vệ ngươi được. Cho nên, chờ ngươi lành vết thương, ta quyết định sẽ tự mình chỉ điểm cho ngươi,
sau đó tìm lão gia tử đòi miếng hỏa tinh mấy nghìn năm tới trợ giúp ngươi trở thành hoàng giả. Chờ ngươi trở thành hoàng giả, Phù Cẩm Tiên muốn giết ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nghe vậy, Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Man, sau đó nói. Tiểu Man cô nương, bất kể như thế nào, ta đều nhớ kỹ phần ân tình này của nàng. Phù Cẩm Tiên, nàng nói không giết, vậy không giết. Tiểu Man đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vỗ mạnh xuống vai hắn, nói. Ân tình gì chứ, sau này ngươi sẽ là nam nhân của ta, ta không đối xử tốt với nam nhân của mình, chẳng lẽ muốn đối xử tốt với nam nhân khác sao? Dùng cách nói của nhân tộc các ngươi, người như vậy là khách sáo, ta không thích người khách sáo với ta, cho nên, sau này người đừng nói với ta những lời như vậy nữa, nếu không ta sẽ dùng búa đánh ngươi. Dương Diệp cười gượng, nếu như người biết thân phận thật sự của ta, sợ rằng sẽ thật sự muốn đánh ta. Cho dù hắn cùng với hỏa linh tộc không có ân oán gì, nhưng hỏa linh tộc lại liên minh với kẻ địch của hắn, cũng chính là cường giả thánh địa kia. Đến lúc đó hắn cùng với cường giả thánh địa đánh nhau, hỏa linh tộc hẳn sẽ giúp thánh địa. Đây là một vấn đề, bởi vì hắn không muốn tìm chuyện tổn thương nữ tử trước mắt này. Lúc này, Tiểu Man đột nhiên bắt đầu cởi áo của Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói. Nàng làm gì, chẳng lẽ muốn động phòng bây giờ à? Không phải chứ. Tiểu Man vừa cởi trang phục của hắn, vừa nói, bây giờ ngươi cũng đã đi bộ được rồi, cho nên, tối nay chúng ta lại thành thân, bây giờ ta thay quần áo cho ngươi. Đừng xấu hổ, trước khi thành hôn, ta sẽ không chiếm lợi của ngươi. Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp bị lột chỉ còn lại quần lót cuối cùng. Cũng may, Tiểu Man tuyệt đối không định cởi luôn nó ra, điều này làm cho Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Đây vẫn lần đầu hắn bị nữ tử đối xử như vậy. Một bộ trang phục màu đỏ được mặc lên người Dương Diệp, được Tiểu Man hướng dẫn, Dương Diệp đi ra khỏi phòng. Cho dù hỏa linh tộc sinh sống trong lòng đất, nhưng không khí ở đây lại rất tốt, hoàn toàn không kém hơn thế giới trên mặt đất. Dưới nền đất cũng không phải tối tăm giống như Dương Diệp nghĩ. Không biết vì lý do gì, dưới nền đất không có mặt trời, nhưng lại rất sáng, giống như ban ngày trên mặt đất vậy. Hỏa linh tộc có một vị tộc trưởng, dưới tộc trưởng là 10 trưởng lão, bởi vì tộc trưởng bế quan nhiều năm, bởi vậy những trưởng lão này quản lý mọi chuyện trong hỏa linh tộc. Gia Gia Tiểu Man lại là một trong 10 đại trưởng lão. Bởi vậy, địa vị của Tiêu Man ở trong hỏa linh tộc vẫn rất cao. À, đây không phải là Tiểu Man sao? Dương Diệp cùng Tiểu Man mới ra khỏi gian phòng, một nữ tử với gương mặt xinh đẹp, dáng người đẫy đà khoác cánh tay của một người đàn ông chậm rãi đi từ phía xa tới. Dương Diệp quan sát đối phương, dáng điệu của nàng không tệ, cũng được tính là mỹ nữ. Tuy nhiên nụ cười trên mặt nữ tử này lại làm cho hắn thấy khó chịu, bởi vì quá làm ra vẻ, quá giả. Người đàn ông bên cạnh nữ tử kia lại quá đẹp trai, quần áo trắng, bên thắt lưng treo một thanh trường kiếm, trong khi chậm rãi đi lại có vẻ trầm tĩnh, phong lưu nói không nên lời. Đương nhiên, quan trọng nhất là hai người đều là cảnh giới hoàng giả. Đi tới thánh địa làm Dương Diệp bị đả kích, bởi vì ở đây, cảnh giới hoàng giả trẻ tuổi còn nhiều hơn chó, tùy ý có thể nhìn thấy. Tuy nhiên hắn cũng hiểu, bởi vì hắn phát hiện ra, mức độ linh khí trong thánh địa còn tốt hơn đại lục huyền giả không biết bao nhiêu lần. Trưởng thành tu luyện ở trong hoàn cảnh này, bất kỳ một thiên tài nào của đại lục huyền giả đều có thể tu luyện tới cảnh giới hoàng giả trước 20 tuổi. Ánh mắt Tiểu Man liếc nhìn nam nhân kia, sau đó nói. Thiên Mị, ngươi lại đổi nam nhân, ta nhớ, mấy ngày hôm trước ngươi không phải mới tìm một nam nhân sao? Nữ tử tên là Thiên Mị kia mỉm cười, nói. Nam nhân lại giống như trang phục, không thích hợp thì phải đổi thôi, cho dù thích hợp thì mặc lâu cũng phải đổi mới tốt. Nghe được Thiên Mị nói vậy, trong lòng Dương Diệp không khỏi dựng một ngón tay cái với nữ nhân này. Nữ nhân hỏa linh tộc này thật sự là người này mạnh mẽ hơn người kia. Mà điều làm cho Dương Diệp cảm thấy kinh ngạc là người đàn ông bên cạnh Thiên Mị lại không hề có phản ứng gì. Lúc này, ánh mắt của nữ tử đột nhiên nhìn Dương Diệp, cẩn thận đánh giá, sau đó lắc đầu, nói. Tiểu Man, nam nhân này chẳng ra sao cả, muốn dáng người thì không có, muốn gương mặt cũng không được, muốn thực lực lại chẳng ra gì, dẫn ra ngoài cũng có phần khó coi. Nếu như ngươi vui đùa một chút thì cũng thôi, nhưng ngươi lại muốn cùng hắn kết hôn. Tiểu Man, ta không thể không nói, đầu óc ngươi càng lúc càng không bình thường. Cong cong. Tiểu Man cầm hai cái búa đỏ đụng vào nhau, sau đó nói.
Thiên Mị, có phải ngươi ngại lần trước bị ta đánh chưa đủ hay không? Lúc này vẻ mặt Thiên Mị lạnh xuống, nói. Tiểu Man, gia gia ngươi là trưởng lão, gia gia ta cũng là trưởng lão, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Vậy thử một chút đi. Tiểu Man nói. Thiên Mị tức đến tái cả mặt, bởi vì ở trong thế hệ trẻ của hỏa linh tộc này, ngoại trừ nữ nhi của tộc trưởng gia, thực lực của Tiểu Man là mạnh nhất. Nàng ta từng giao đấu cùng đối phương rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị đánh thảm. Nén lửa giận trong lòng, Thiên Mị cười lạnh nói. Tiểu Man, ngươi cứ kiêu ngạo đi, chờ ra ra ngươi chết đi, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Hai cái búa đỏ trong tay Tiểu Man rời khỏi tay ra, hóa thành một đường ánh sáng đỏ đập về phía Thiên Mị. Vèo. Lúc này, một đường kiếm khí chợt lóe lên, một tiếng động lớn vang lên. Sau đó cái búa lớn của Tiểu Man dập tức bay ngược trở lại trong tay nàng. Kiếm ý tầng 10. Dương Diệp nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Thiên Mi, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, ngoại trừ Tà Đăng Phong, kiếm ý của người đàn ông trước mắt này là cao nhất trong những người hắn đã gặp. Ánh mắt của Tiểu Man cũng tập trung vào người đàn ông kia, nói. Kiếm ý tầng 10. Trong giọng nói của nàng lộ ra sự nghiêm trọng. Ha ha. Thiên Mị nở nụ cười, nói. Tiểu Man, ngươi không ngờ tới đúng không? Ta cho ngươi biết, Bạch Lang của ta tại và Thiên Tài Kiếm Đạo, Thiên Đài Kiếm Đạo thật sự, mới 20 tuổi tại đạt được cảnh giới hoàng giả, đồng thời luyện đến kiếm ý tầng ý. Ở trong thánh địa, ngoại trừ Tà Đăng Phong bị Dương Diệp giết chết ra, Bạch Lang lại tà Thiên Tài Kiếm Đạo mạnh nhất. Người đàn ông kia cười nhạt, sau đó nói. Vốn ta chuẩn bị khiêu chiến Tà Đăng Phong, nhưng đáng tiếc hắn lại có thể chết ở trong tay một tên kiếm tu của thế giới bị vứt bỏ. Thật đúng là sỉ nhục. Hắn là cường giả thánh bảng, tự nhiên tại chết ở trong tay một kiếm tu đại lục huyền giả. Tuy nhiên không sao cả, ta sẽ rửa sạch nỗi nhục của kiếm tu thánh địa. Nghe được hai người nói vậy, Dương Diệp vẫn im lặng lại ngẩn người, sau đó không nhịn được hỏi. Các ngươi quen Dương Diệp à? Hai người Thiên Mị liếc nhìn Dương Diệp, trên mặt thoáng lộ vẻ xem thường, không trả lời. Các ngươi có giả vờ như vậy không? Dương Diệp thực sự cảm thấy bất đắc dĩ về người của hỏa linh tộc, người này còn quái thái hơn người kia, người này còn điên cuồng hơn người kia, người nào còn cao ngạo hơn người kia. Người của hỏa linh tộc cũng giống hệt người của thánh địa, đều mũi hướng lên trời. Người đàn ông thản nhiên nhìn mắt Dương Diệp, nói. Làm người, đặc biệt là người thực lực thấp thì phải khiêm tốn, phải tự hiểu lấy mình, nếu không có khả năng đầu sẽ phải dọn nhà trong phút chốc. Thiên Mị nói. Bạch Lang không cần lãng phí nước bọt cùng loại phế vật này làm gì. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Tiểu Man, nói. Tiểu Man, người cứ kiêu ngạo thêm vài ngày đi, chờ ra ra người vừa chết, người không có chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó, ta xem người chết thế nào. Người có tin bây giờ ta lại cho các người chết hay không? Hai cái búa đỏ lại xoay tròn trong tay của Tiểu Man, Dương Diệp biết, nữ nhân này sắp nổi giận rồi. Thiên Mị cười lạnh. Sau đó khoác tay người đàn ông bên cạnh, xoay người rời đi. Trước khi gia gia của Tiểu Man chết, ngoại trừ nữ nhi của tộc trưởng hỏa linh tộc ra, không người nào dám chọc giận Tiểu Man, bởi vì một khi nàng phát điên lên, sẽ không để ý tới bất kỳ chuyện gì. Nàng và nàng ta có thủ oán sao? Sau khi hai người Thiên Mị đi rồi, Dương Diệp hỏi. Tiểu Man im lặng một lát, sau đó nói. Gia gia ta tính tình không tốt, tính tình ta cũng không tốt. Trước đây trong buổi luận võ trong tộc, gia gia của các nàng thường bị gia gia ta đánh, các nàng lại thường bị ta đánh, cho nên rất nhiều người thầm oán hận gia gia ta. Thật ra lại không thể trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách gia gia của các nàng cùng các nàng quá yếu thôi, người nói có phải không? Dương Diệp cười gượng, nói. Thật ra, nàng nói cũng rất đúng. Hắn thật ra không phải lấy lòng nàng, hắn thật sự cho rằng đối phương nói rất có lý, chẳng qua hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu Man tươi cười, nói. Ta nhìn ngươi càng lúc càng thuận mắt, đi thôi, chúng ta đi kết hôn đi. Dương Diệp. Trên đường, Dương Diệp do dự một lúc, hỏi. Hỏa linh tộc các nàng cũng biết Dương Diệp à? Lúc trước hai người kia nói ra tên của hắn vẫn làm hắn thấy tò mò. Đột nhiên, một búa sắt đưa tới trước mũi của Dương Diệp, tiếp theo búa sắt rời, mặt của Tiểu Man gần kề, Dương Diệp chỉ thấy Tiểu Man rất nghiêm túc nói. Sau này là hỏa linh tộc chúng ta, có hiểu hay không? Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Tiểu Man kéo cánh tay hắn tiếp tục đi về phía trước, sau đó nói. Bây giờ toàn bộ thánh địa có người nào không biết đại ma đầu Dương Diệp kia chứ? Mấy cao thủ giỏi nhất thánh bảng của thánh địa đều chết ở trong tay hắn, hắn muốn không nổi danh cũng khó. Hừ, theo ta, đều là những người thánh địa được bảo bọc quá mức, chứ nếu như đổi thành ta, ta đã sớm một búa đập Dương Diệp thành một cái bánh thịt. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói. Tại sao muốn đánh hắn? Bởi vì đánh hắn thành bánh thịt, lại chẳng khác nào đang gián tiếp đánh vào mặt đám người thánh địa kia. Tiểu Man nói. Ngươi xem, người của thánh địa không giết chết được, nhưng ta lại giết được, vậy chẳng phải nói thánh địa còn không bằng hỏa linh tộc ta sao? Ừ, tuy nhiên Dương Diệp này chắc hẳn cũng không phải là một người đơn giản, đúng, sau này ngươi phải cố gắng lên, chờ ngươi trở thành cảnh giới hoàng giả, hai chúng ta liên thủ, cho dù là 10 Dương Diệp tới cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cái này thì ta phải thừa nhận, chúng ta liên thủ thì 10 Dương Diệp cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Dương Diệp đồng ý nói. Tiểu Man khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Dương Diệp, nói. Bây giờ cơ thể người quá yếu, tuy nhiên căn bản còn tạm được, chờ cơ thể người tốt rồi, ta tại lấy trộm viên hỏa tinh thạch hơn 1000 năm trộm của lão giả, đến lúc đó, người mới có thể đột phá đến cảnh giới hoàng giả. Trộm à? Đương nhiên, bởi vì chuyện của Đường tỷ, lão già không có thiện cảm gì với nhân loại, nếu như nói người của nhân tộc các người sử dụng, hắn thà rằng mang vào quan tài cũng sẽ không cho ngươi đâu. Tiểu Man nói, hỏa linh tộc các ngươi không có người đàn ông sao? Dương Diệp hỏi, có. Vậy vì sao nàng muốn chọn ta? Đây là chuyện Dương Diệp đặc biệt nghi ngờ, cho dù nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn thần kinh có chút lớn, nhưng tuyệt đối không phải là một người điên, đối phương lại bắt hắn tới muốn thành hôn. Điều này thật sự quá không bình thường, hắn không tin đối phương bắt hắn tới kết hôn chỉ bởi vì vừa vặn gặp phải hắn. Tiểu Man dừng bước, nàng do dự hồi lâu, sau đó nói. Ta cũng mới làm chuyện này lần đầu tiên, nói chung, dù sao chờ chúng ta thành thân, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi đừng hỏi nữa, nếu không, ta, ngươi cũng biết tính tình ta không tốt lắm. Nếu như ngươi hỏi làm ta nóng lên, ta sẽ có thể theo bản năng lại cho ngươi một búa. Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thật sự hết chỗ nói rồi, hắn đã không còn lời nào để nói với nữ nhân này. Đánh người còn có thể đánh theo bản năng, nữ nhân này quá mạnh mẽ. Rất nhanh, hai người đi tới một gian trước đại điện. Tiểu Man đi tới trước cửa đại điện, sau đó lên tiếng nói. Lão nhân, người nói nếu như ta không tìm nam nhân thành thân, ngươi lại không gặp ta, bây giờ ta đã tìm một nam nhân tới đây, còn mang đến một bảo bối. Có lẽ ngươi sẽ không phải cần chết nữa, nhanh mở cửa ra đi. Vào giờ phút này, Dương Diệp đã hiểu rõ tại sao Tiểu Man muốn tìm hắn, hắn không biết nguyên nhân thật sự, nhưng chắc chắn có liên quan tới lão giả trong đại điện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.